Chương 1261, người nào cho ngươi dũng khí, dám khi dễ phụ thân ta, chính tầng địa ngục tù phạm là cái trồng mắt quái, chỉnh thể hình thái giống cỡ cực kỳ lớn khoái lạc bóng đá, da thịt có khác biệt trình độ lõm, thì cùng mặt trăng mặt ngoài giống như, xấu đến để người không thể nhìn thẳng, không nói trước nó vì sao lại bị nhiều như vậy xiên xích trói buộc, vẻn vẹn bộ dáng này, quân thường tiếu đều cảm thấy cái kia nhốt lại, không phải vậy ra ngoài hoảng sợ khóc tiểu bằng hữu, dọa sợ hoa cỏ cũng là phạm tội nhưng, im lặng là, tên này thế mà là dày mặt nói chính mình là hoàng mỹ sinh linh thể, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy, hệ thống kịp thời đậu đen rau muốn nói, hắn cùng ký chủ so ra còn kém chút hỏa hầu, điểm ấy ta có thể dùng nhân cách đảm bảo, lăng, quân thường tiếu lại nhìn một chút trong mắt, chịu đựng muốn ói xung động nói, tiến hóa thành bộ này xấu dạng, buổi tối lúc ngủ sau đó không sợ đem chính mình hù đến. Chi nhánh nhiệm vụ là đưa nó đánh bại, cẩu thẳng khẳng định sẽ vô tình trào phúng tạch 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 cạch trong mắt quái dằn co đáng tiếc xiềng xích trói buộc dưới khó có thể nhào tới chỉ có thể đầy rẫy tức giận quát tiểu tử ta muốn ăn ngươi vốn là còn điểm lo lắng quân thường tiếu thấy đối phương không cách nào tránh thoát xiềng xích lại đi về phía trước một bước tới bảo trì lớn nhất khoảng cách gần vô cùng cần ăn đòn cười nói đến nha đến nha hưu ngay tại lúc này tồn tại trên xiềng xích đồ án hư không tiêu thất chợt bành, bành 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 toàn bộ đứt gãy, quân thường tiếu nụ cười trên mặt cứng ngắc, vù vù, không có khóa liên phong ấn áp chế trong mắt quái nhất thời bạo phát trạng thái mạnh nhất, chỉ nhìn dồi dào khí tức tà ác còn như sóng biển bàn đè xuống, phiền phức, oanh, chính tầng địa ngục truyền đến nổ vang âm thanh, từng đạo từng đạo liên y điên cuồng lung lay. Chấn động đến lưu giữ ở bóng tối mấy chục đạo trận pháp hàng rào dần dần thực chất hóa chấm 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 Lão đại, tuần tra trong phòng, sử sứ vẻ mặt nghiêm túc nói không có đi qua chủ nhân cho phép, tự tiện giải trừ hư không chi nhãn phong ấn chắc không ổn đâu. Mão sứ lo lắng nói, vạn nhất náo quá lợi hại, giao động ngục giam phòng ngự hệ thống nhưng là phiền phức, sẽ không. Tử sứ 10 ngón khấu chặt, chân thành nói, hư không chi nhãn bị phong ấn lâu như vậy, cho dù tạm thời khôi phục tự do, thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, tuyệt khó cho phòng ngự hệ thống mang đến. Oanh, lời còn chưa nói hết, hình ảnh màn sáng bên trong lần nữa truyền đến cường thế động tĩnh. Chính tầng địa ngục trần nhà lọt vào trong mắt quái cường thế trùng kích, nhất thời truyền đến trận trận gợn sóng năng lượng, ong ong ong, mấy chục đạo trận pháp bắt đầu vặn vẹo, tử sứ lạnh lùng cười một tiếng, nói, vừa mở ra phong ấn liền nghĩ vượt ngục. Đem tin không cứ điểm làm địa phương nào, oanh, oanh, trong mắt tiếp tục đập vào phòng ngự kết giới, lực lượng bạo phát tuy nhiên mãnh liệt, nhưng chỉ vẹn vẹn làm rung động không có rung chuyển dấu hiệu, Tám tầng địa ngục đám tù nhân tại cảm nhận được tương tự động đất lắc lư về sau, không không suy đoán, chẳng lẽ cái kia gia hỏa đã cùng chín tầng địa ngục tù phạm chiến lên. Dịch phi tuyết thầm nghĩ, đây cũng không phải là chiến đấu sinh ra động tĩnh, càng giống đang cố ý đập vào, chẳng lẽ. Cái kia gia hỏa muốn bạo lực vượt ngục, oanh, oanh, chín tầng địa ngục, trong mắt quái còn tại đập vào tinh không cứ điểm phòng ngự hệ thống, mang đến động tĩnh mặc dù lớn, nhưng thực không có gì chim dùng, người quái dị đột nhiên, phía dưới hắc ám khu vực, truyền đến thanh âm, ngươi là coi ta không tồn tại sao, ừm, đang chuẩn bị trùng kích phòng ngự kết giới hư không chi nhãn chuyển động nhãn cầu, phát hiện bị chính mình đỉnh bay ra ngoài nhân loại, mang theo một thanh trường thương từng bước một đi tới, ngươi còn sống, phốc phốc, quân thường tiếu nhịn không được cười ra tiếng, không thể phủ nhận, vừa rồi trong mắt đột nhiên công tới, lực lượng tuy nhiên mạnh phi thường, thậm chí vượt qua dần hổ, nhưng là... Mặt lấy đại thánh bộ chính mình, làm sao lại bị miễu sát, quân thường tiếu ngẩng đầu, nói, hai ta là một đường, lẫn nhau đều không nhận mệnh, cấp thiết muốn tránh thoát lồng giam truy cầu tự do, tới đi, đầu thương chỉ đi qua, phóng khoáng nói, trở thành ta khế ước thú, liên thủ đem cái này thiên xuyên phá, hô hô hô, vừa dứt lời, hắc ám khí tức đột nhiên giữa không trung xuất hiện, cấp tốc ngưng tụ thực chất hóa đại thủ, đem vừa tiến vào lừa gạt hình thức quân thường tiếu nắm chặt trong lòng bàn tay, hư không chi nhãn cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi còn không có ý thức được, ta bóp chết ngươi thì cùng bóp chết con kiến một dạng nhẹ nhõm sao, vù vù, hô hô hô, ta ác hắc ám chi lực lần nữa bạo phát, tựa như quần ma bàn tại phụ cận loạn vũ, như vậy xem thường ta, quân thường tiếu nhếch miệng cười rộ lên, rõ ràng bị khống chế lại, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết mất, lại còn có thế cười rộ lên, cái này khiến trong mắt tức giận không thôi, nói, đáng giận gia hỏa, ta muốn để ngươi sống không bằng chết, hưu. Hưu hư vây quanh ở bốn phía hắc ám chi lực trong nháy mắt theo quân thường tiếu đè tới nhưng thì tại sắp tiếp cận khẩu thặng đột nhiên mở ra miệng rộng chủ động đem chen chút mà đến tà ác thuộc tính hút nhập thể nội hư không chi nhãn mộng tử sứ cùng sử sứ mấy người cũng mắt trợn tròn hắn mão sứ che lại khẩu cả kinh nói thế mà là ăn hết quân thường tiếu gần như tại ăn mà lại ăn vô cùng hương ăn con mắt đều hít mắt thành một đầu dây cha trong đan điền Tiểu tà hưng phấn nói, ta yêu ngươi, hô hô hô, bị nhiếp nhập thể nội âm tà chi lực toàn bị đưa tới, liền tựa như siêu cấp thuốc bổ bị tiểu gia hỏa nuốt vào, sau đó một chút xíu làm bản thân lớn mạnh, hư không chi nhãn là tà vật, sinh ra trần thế vũ trụ tiểu tà đồng dạng cũng là tà vật, cho nên, làm quân thường tiếu đi vào chính tầng địa ngục, nhìn thấy đầy người hắc ám khí tức trong mắt, trong lòng nhất thời mừng lớn nói, tiểu tà có thực vật, cũng tỉ như vừa rồi phong ấn giải trừ áp xuống tới khủng bố khí chấn còn không có thừa dịp đối phương thấm nhập thể nội chính hắn thì chủ động hút thu lại sau đó toàn để tà linh chuyển hóa làm năng lượng ngươi hư không chi nhãn nổi lên kinh ngạc tới chính mình âm tà thuộc tính đối với bất luận cái gì sinh linh tới nói đều thuộc về khó giải kịch độc tên này chủ động hấp thu vào còn nhiếp nhiều như vậy thế mà là một chút sự tình không có thật là quá bất khả tư nghị vù vù ngay tại lúc này quân thường tiếu đã đem áp qua đến hắc ám chi lực toàn nuốt vào, vẫn chưa thỏa mãn cúi đầu xuống, đem miệng nhắm ngay nắm chặt chính mình đại thủ phía trên, ăn hết, hết thảy đều ăn hết, cha, tà linh lớn tiếng nói, ta có thể hay không tự mình đến, tốt, quân thường tiếu ngẩng đầu hé miệng, hưu, tiểu tà theo trong đang điền bay ra ngoài, lấy hai ba tuổi hài đồng hình thái dáng tại hắc ám đại thủ phía trên, ánh mắt nổi lên cuồng hỉ, sau đó liều lĩnh ăn uống thả cửa lên, đây là, trong mắt hoảng sợ nói, tà ác chi linh, thanh âm thông qua trận pháp truyền đến tuần tra phòng, tử sứ bọn người đều soát đứng lên, trong ánh mắt nổi lên chấn kinh tới, tại trần thế trong vũ trụ, sẽ hình thành đặc thù nào đó ý thức, sau đó dần dần hội tụ ra linh chủng, sau cùng theo linh thể, linh anh diễn hóa, mãi đến tiến hóa hoàn chỉnh sinh vật, nói thẳng ra, cũng là thiên địa thuộc tính thăng cấp bản, nhưng bởi vì tại vô tận trong vũ trụ thai ngén mà sinh, quy lực xa mạnh hơn xa đồng loại, thậm chí được vinh dự thuộc tính chi vương linh chủng vô cùng hiếm thấy, đứng đầu cường giả tha thiết ước mơ chi vật, bây giờ, đại biểu tà ác số một linh thể. Không, là anh linh xuất hiện tại chính tầng địa ngục, nhất thời để tuần tra sứ nhóm khó có thể bình tĩnh, hết, hư không chi nhãn ánh mắt nổi lên tuyệt vọng, nó không phải linh thể, chính là tà ác loại hung thú, tại hội tụ vũ trụ tinh hoa thai nén anh linh trước mặt, cái kia thật liền trở thành món ăn ngon, bởi vì lại cường đại phụ diện công kích, cũng tuyệt khó rung chuyển tà ác chi vương. Bình tĩnh, bình tĩnh, hư không chi nhãn còn không tâm thần thất thủ, nói thầm, cái này anh linh như là không quá mạnh, ta chắc là còn có cơ hội. Nó dừng lại suy nghĩ, trong mắt lần nữa trừng đến cực hạn, bởi vì lại có một nói hào quang màu đỏ theo quân thường tiếu khẩu bên trong bay ra, sau đó treo ở trước mặt mình, theo liên hoa hình dáng dần dần mở ra ra ba tuổi hài đồng, vỗ vỗ cái yếm nhỏ, nói, người nào cho ngươi dũng khí, dám khi dễ phụ thân ta? Chương 1262 phân khối này bánh kem, hư không chi nhãn lực lượng tuy nhiên đối tiểu tà không có tác dụng, thậm chí khả năng vẫn là thuốc bổ, nhưng đối phương giống như cũng không mạnh, chính mình cần phải còn có thể cứu giúp một chút, nhưng, làm tiểu hỏa theo quân thường tiếu khẩu bên trong bay ra, làm nó rầm rỉ mở to miệng, trong mắt quái nhất thời cương, hỏa, hỏa hồn chi linh, hư không chi nhãn thanh âm đều đã run rẩy mà lại rõ ràng kèm thêm giọng nghẹn ngào, dù sao tà ác chi linh cùng nó thuộc tính giống nhau, hỏa hồn chi linh còn cùng nó thuộc tính tương khắc ta còn có thể cứu sao làm tiểu hỏa xuất hiện về sau tử sứ bọn người trong ánh mắt rung động càng thêm mãnh liệt tại trần thế vũ trụ có một cái linh chủng liền đã phi thường trâu bò cái kia gia hỏa lại có hai cái đây quả thực nghe rợn cả người huống chi một cái là tà một cái là lửa chúng nó lẫn nhau cần phải tương khắc mới đúng tại sao lại cùng tồn tại vấn đề này quân thường tiếu chính mình cũng không có cách nào giải thích nếu như nhất định phải cho một nguyên nhân, cái kia chính là thiên nguyên trấn hồn tháp đi. nha, đúng, còn có cái đồ chơi này đây, lên thực lực, trong mắt quái cùng lúc trước tai hại thương sinh hắc ám đại ma vương không kém bao nhiêu, người kia bị điều giáo lấy cô nải nải mà xưng, trước mặt muốn bị thu vào đi, kết quả có thể nghĩ, khó trách quân thường tiếu nhìn thấy sau cùng bốt là tà vật, kém chút nhịn không được tại chỗ bật cười. Ngươi dù là cho ta biến thành nhân loại khác cường giả, tương tự tuần tra sứ cấp bậc, đều có thể cần muốn trả giá đắt, cái này loại hoàn toàn không cần. Từ khi có ma đổi máy hút bụi, cẩu thẳng tại đối phó không sạch sẽ tà vật phía trên, tuyệt đối có phong phú kinh nghiệm lâm sàng, từ trên tổng hợp lại, hư không chi nhãn không thể cứu, nó cũng nhanh khóc, bởi vì hỏa hồn chi linh chấn nhiếp chính mình, tà ác chi linh tại điên cùng ăn tà ác thuộc tính, soi tốc độ này đến xem, chẳng mấy chốc sẽ bị ăn sạch sẽ, phát tán ra mỗi một điểm lực lượng, đều là mình ngậm đắng nuốt cây ngưng luyện ra đến bây giờ lại để cho người khác sử dụng, bằng hữu, hư không chi nhãn ngữ khí chân thành nói, người mới vừa nói sự việc, chúng ta có thể nghiêm túc thương lượng một chút, chuyện gì, trở thành ta khế ước thú, liên thủ đem vùng trời này xuyên phá, sợ, đối mặt hai cái ăn người không thả muối tiểu yêu tinh, không sợ hạ tràng vạn năm tu vi đến cùng công giả tràng, xin lỗi, quân thường tiếu lắc đầu nói, bổn tọa không nghĩ tới thương lượng với ngươi. Tiểu tà trong khoảng thời gian ngắn ăn không ít tà ác thuộc tính, thực lực có rõ ràng đề bạc để hắn bỏ đi hàng phục suy nghĩ, hệ thống nói, chủ yếu vẫn là quá xấu. Cha, tiểu Hỏa nói, ta có thể luyện nó sao? Nó không cách nào dùng ăn tà ác thuộc tính, nhưng có thể dùng hỏa diễm tịnh hóa, sau đó đề bạc tự mình, tỉ như có được hôm nay anh linh hình thái, cũng là bởi vì giải quyết hắc ám đại ma vương duyên cớ, theo thực lực tới nói, hai tà vật không kém bao nhiêu, nếu như có thể thỏa thích tịnh hóa, tự thân khẳng định cũng có cực lớn được lợi có thể, quân thường tiếu đồng ý, trong mắt quái bây giờ chờ cùng một cái bánh kem lớn, thân là phụ thân hắn, khẳng định sẽ chia đều cho nhi tử, mà không phải tận lực không công bằng một phương, tiểu hỏa quay đầu, hai con ngươi lấp lóe ánh sáng, ngươi, ngươi muốn làm gì, ngươi, ngươi chớ làm loạn, hư không chi nhãn nhất thời kinh hoảng không gì sánh được, sau cùng càng ngày càng bạo nhìn về phía quân thường tiếu, giận dữ hết, tiểu tử, không nên ép ta quá mức, đúng vậy chính mình tình cảnh rất nguy hiểm, nhưng người bùng còn có ba phần hỏa khí, con thỏ gấp còn cắn người đâu, nếu như hỏa hồn chi linh thực có can đảm, vù vù, tiểu hỏa phòng lên miệng, hai tay nắm chặt, tịnh hóa thế gian hết thảy tà mị hỏa diễm nhất thời phun ra đến, cả người trong nháy mắt hóa thành hỏa cầu nhỏ, hư không chi nhãn thấy thế, nộ khí cùng dũng khí nhất thời yểu xìu, tiểu gia hỏa này rõ ràng không phải rất mạnh bộ dáng, là sao đem hỏa diễm phóng xuất ra, sẽ để cho mình tâm thần run rẩy đâu. Nếu như nó biết chính tại ăn thuộc tính tiểu tà từng là hắc ám đại ma vương, bị tư sống luyện hóa, luyện thành anh linh, thì minh bạch nguyên nhân gì? Quy, tiểu hỏa ngạo nghệ nói, ngươi phải phối hợp A, nếu không sẽ rất đau. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, hư không chi nhãn tuyệt vọng, không được. Ta phải ăn nhanh lên, nhìn thấy thường xuyên khi dễ ca ca của mình cũng muốn đến kiếm một chén canh, tiểu tà thông vệ tà ác thuộc tính tốc độ càng nhanh, ước chừng một lát, trói buộc quân thường tiếu hắc ám đại thủ bị nó ăn sạch sẽ, sau đó ánh mắt nóng trực nhìn về phía hư không chi nhãn, cảm giác kia tựa như đang nhìn một cái trứng bánh ngọt, a à a, à, trong mắt quái không nhẫn được, phẫn nộ hét lớn một tiếng, sau đó theo trần nhà hung hăng đánh tới, nó sẽ không ngồi chờ chết, nó muốn phá vỡ phòng ngự, sau đó tìm được một đường sinh cơ, oanh, oanh, hư không chi nhãn triệt để bạo tẩu, mở ra điên cuồng trùng kích, chính tầng địa ngục nhất thời bị ngập trời tà ác chi khí bao phủ ngược lại để tiểu hỏa cùng tiểu tà càng hưng phấn, lên, vù vù, hai cái tiểu gia hỏa tiến lên, tựa như thuốc cao da chó bàn chấm tại trên người đối phương, một cái há miệng ăn lên, một cái dùng lửa tịnh hóa, hài tử nha, ưa thích đoạt ăn, đoạt đồ chơi, cho nên, ai cũng không cam lòng đằng sau, bằng tốc độ nhanh nhất độ chiếm cứ thuộc về mình khối kia bánh kem, như thế ngược lại khổ hư không chi nhãn, chỉ có thể liều mạng đâm chết, liều mạng phản kháng, chấm chấm chấm, lão đại sử sứ cao mày nói muốn ngăn cản sao quân thường tiếu thể nội bay ra hai cái anh linh để bọn hắn vô cùng chấn kinh nhưng nếu như thủy chung đứng ngoài quan sát chính tầng địa ngục tù phạm sợ rằng sẽ bị triệt để mặc sát chủ nhân nói qua tử sứ nói mỗi tầng địa ngục tồn tại truyền tống trận cho phép người khác đi xuống mục đích cũng là nếu có người chiến thắng cùng tầng tù phạm đều sẽ đem thay vào đó lão đại ý là nếu như cái kia gia hỏa giải quyết hư không chi nhãn chính là chính tầng địa ngục tân chủ phạm. Mão Thỏ nói, không tệ, tử sứ Thủy chung nhìn lấy màn sáng bên trong, bị hai cái anh linh khi dễ đến chỉ có thể điên cuồng đập vào trong mắt quái. Thật, hắn ở sâu trong nội tâm càng hy vọng nhìn thấy hư không chi nhãn bị tịnh hóa. Bởi vì, đầu này viễn cổ đại hung thật là quá nguy hiểm, chủ nhân lại nhất định phải đang đóng. Nếu như ngày nào thật vượt ngục mà ra, đối trần thế vũ trụ tuyệt đối là đại tai nạn. 12 tuần tra sứ sau lưng áo tròn phía trên tuy nhiên sạch viết có chính nghĩa hai chữ, nhưng bọn hắn đều tuân theo một khỏa chính nghĩa chi tâm, vì thế, cam tâm tình nguyện tại tinh không cứ điểm nhận chức, không theo đuổi càng cao võ đạo. Chấm chấm chấm. Oanh, oanh, chín tầng địa ngục bên trong nhiều lần truyền đến mãnh liệt tiếng oanh kích, cái này khiến tám tầng địa ngục tù phạm bày tỏ rất hoảng, bất quá, đang kéo dài mấy canh giờ sau, động tĩnh càng ngày càng nhỏ, chuyện gì xảy ra? cái kia gia hỏa cùng tù phạm đánh lâu như vậy sao? Vào lúc này, ứng nên kết thúc, là, kết thúc, nhưng cũng không phải là đám tù nhân suy nghĩ, quân thường tiếu bị ngược chết đi sống lại, bởi vì giờ khắc này hắn chính thảnh thơi ngồi ở phía xa thưởng thức trà, phù phù, cự đại hư không chi nhãn té xuống đất, tiểu tà cùng tiểu tử còn giống hai đầu ký sinh trùng một dạng dáng ở phía trên, theo tình huống trước mắt đến xem, trong mắt thân thể hiện ra màu nâu đen, đại biểu thể nội tà ác thuộc tính muốn sao bị thu lấy, muốn sao bị ngọn lửa luyện hóa, một thân tu vi, phó mặt, bi kịch nhất là, còn cho hai cái anh linh làm áo cưới, xoát, tiểu tà lưu luyến không rời rơi xuống, sau đó nằm trên mặt đất, hai tay sờ lấy chống lên đến cái bụng, vui sướng nói, ăn xong thoải mái, cha, tiểu hỏa nói, cái này người quá dị có thể giữ lấy, chờ sau này ngưng luyện ra đủ nhiều tà ác thuộc tính, có thể cung cấp chúng ta tiếp tục tăng thực lực lên, hư không chi nhãn nghe vậy, ngất đi tại chỗ. Chương 1263, tầng thứ 9 bốt mới, quân cẩu thẳng, tiểu hỏa cùng tiểu tà chính là đem trong mắt quái thể nội năng lượng giải quyết, để nó rơi vào tuyệt đối suy yếu bên trong, nhưng chỉ cần vạt vẫn còn, chỉ cần bày ở bên ngoài, sớm muộn sẽ ở trời mưa sau lại lần lưu giữ đầy nước, cho nên, đây là một cái có thể lặp đi lặp lại tuần hoàn sử dụng vật dẫn, tới đi, quân thường tiếu đi tới, cười nói, chúng ta bây giờ có thể tốt tốt thương lượng một chút, vì tiểu hỏa cùng tiểu tà, hắn quyết định chịu đựng nôn mửa mạo hiểm, cưỡng ép thu phục cái này người quái dị. Hệ thống nói, cha như một ngọn núi, lăng đại gia ngươi, quân thường tiếu chửi một câu, sau đó sắc mặt lãnh đạm nói, lão tử chỉ cho ngươi ba giây thời gian cân nhắc, nếu như không phải thỏa hiệp liền đợi đến về với các bụi đi. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, trong mắt quái nhãn nước mắt đều chảy ra. Cái này nhất định là tin không cứ điểm cố ý phái tới ra tấn chính mình. Một, thỏa hiệp. Thỏa hiệp làm một đầu có thể xưng viễn cổ cấp bậc đại hung, tại quân thường tiếu vừa hô lên sau thì lập tức nhận sợ, hai cái anh linh một cái có thể ăn chính mình thuộc tính, một cái có thể tịnh hóa chính mình thuộc tính, cứng rắn khẳng định tương đương muốn chết, buông lỏng tâm thần, không nên phản kháng, quân thường tiếu khi nói chuyện, linh hồn lực đã phóng xuất ra, sau đó tan nhập hư không chi nhãn tư duy bên trong, bắt đầu ký kết không bình đẳng khế ước, tiểu hỏa cùng tiểu tà nằm ngang ở hai bên, ào ào ôm lấy tay, nghển đầu, một bộ ngươi dám không thành thật, chúng ta thì đánh ngươi bộ dáng, cùng thú loại ký kết sự việc, quân thường tiếu trải qua rất nhiều lần, có thể nói tương đương có kinh nghiệm, lại thêm mục tiêu rất phối hợp, cho nên vẻn vẹn nửa canh giờ thì giải quyết, chủ nhân, hư không chi nhãn cung cung kính kính hô, cuối cùng, chính tầng địa ngục chính cái ngục giam tù phạm, đều bị quân thường tiếu giải quyết, hắn cũng bởi vậy giải tỏa thông quan thành tựu, đinh, chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được 50.000 điểm cống hiến trị đinh. Tông môn điểm cống hiến, 80.100.000, đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, phát động che giấu khen thưởng, thu hoạch được lăng yên các chuyên chúc thần binh cải tạo thạch một, in ấn chi phù, 3, 1, đã chuyển vận đến không gian giới chỉ, nhân vì hư không chi nhãn trở thành quân thường tiếu khế ước thú, chi nhánh nhiệm vụ có thể hoàn thành. Chuyên chúc thần binh cải tạo bệ đá hồ hoàn thành nhiệm vụ đều sẽ cho, cho nên không thuộc về cái gì hàng hiếm bây giờ lại khen thưởng một cái in ấn chi phù khẳng định thì rất thoải mái tiểu tử đột nhiên lưu giữ ở trên không hình ảnh trong trận pháp truyền đến thanh âm căn cứ tin không cứ điểm quy củ người đã giải quyết hư không chi nhãn từ giờ trở đi chính là tầng này địa ngục tù phạm hưu quân thường tiếu mặc quần áo tù phía trên dần dần ngưng tụ tù phạm hai chữ có quan hệ hắn hình ảnh cũng lần lượt truyền tống đến mặt khác tám cái địa ngục tất cả phạm nhân toàn mắt thấy trời ạ à, Thương hữu ngân trừng to mắt, nói, tông chủ. Thành chủ phạm. Vẫn là tầng thứ chín tù phạm, đế thính sợ hải than nói, chủ nhân thật là mạnh a, hắn địa ngục tù phạm, tỷ như hoắc diễm yêu, so như tinh vân tử, cũng đều thông qua đột nhiên xuất hiện màn sáng, nhìn thấy quân thường tiếu trước ngực hội tụ kiểu chữ, cả kinh nói, hắn thế mà là đánh thông quan, toàn bộ ngục giam triệt để vỡ tổ, nhưng, chính tầng địa ngục tù phạm thay đổi, là một kiện phi thường lớn sự việc, cho nên tại vừa mới tuyên bố về sau tin không cứ điểm trong thành trì cũng xuất hiện hình ảnh cũng truyền tới thanh âm trong lúc nhất thời cẩu thẳng giống như lên tivi thành vì tất cả người chú ý tiêu điểm cũng nhất lên mãnh liệt hơn oanh động thứ chín tầng địa ngục thế mà là thay đổi tù phạm ta nghe nói lúc trước bị giam giữ là một đầu viễn cổ đại hung thực lực đến gần vô hạn thượng vị phá không cảnh tên này có thể đem đánh bại thay vào đó thực lực khẳng định khủng bố a à? các ngươi không thấy cái bóng lưng này khá quen sao, họa tào. Tự như là tại cửa khách sạn công nhiên động thủ gia hỏa A, quân thường tiếu cùng dần xứ lúc đối chiến khôi phục bản tôn hình dạng, nhưng như trước vẫn là bị nhận ra, dù sao dạng này xuất sắc nam nhân, vô luận ở nơi nào, đều như đen nhánh bên trong đông đóm, như thế rõ ràng, như thế xuất chúng, là hắn, nằm tại trên giường bệnh táo bạo lão ca, thông qua cửa sổ nhìn về phía màn sáng, trên mặt thậm chí thân thể mỗi khối bắp thịt đều cứng ngắc cái kia gia hỏa thế mà là có thể đánh bại tầng thứ 9 tù phạm, chính mình lúc trước năm lần bảy lượt khiêu khích hành động, há không phải là tại âm tàu địa phủ ở mép điên cùng thăm dò sao? chấm 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 quân thường tiếu thay thế hư không chi nhãn trở thành chính tầng địa ngục bên trong sau cùng bốt. nhất thời nhất lên oanh động to lớn trên thực tế trong thành trì võ giả cũng không biết tên này là theo tầng thứ nhất đánh tới tầng thứ chín nếu không mang đến rung động sẽ chỉ càng mạnh tù phạm a Nhìn lấy quần áo tù in lên hai chữ về sau, Quân Thường Tiếu lắc đầu, nói, ta cũng không hy vọng vĩnh viễn bị bị nhốt tại đây, ký chủ có thể đi. Hệ thống nói ra, đến tinh không cứ điểm có hai nguyên nhân, một mua sắm bán thánh đan, hai tìm kiếm cửu đại vũ đế, còn thông quan chính tầng địa ngục, đơn giản hứng thú gây ra, cho nên bây giờ toàn hoàn thành, cũng là thời điểm trở lại về tinh vẫn đại lục, hệ thống nói, ký chủ lại làm như thế nào ra ngoài đâu? Đúng vậy a. À quân thường tiếu ngồi xếp bằng xuống suy nghĩ nói ta làm sao ra ngoài đâu theo tầng thứ nhất đánh tới tầng thứ chín cứ điểm phương diện là sao mặc kệ không hỏi khẳng định cho phép người khác chủ động khiêu chiến nếu không sẽ không thành lập truyền tống trận nói đơn giản chỉ cần người tại địa ngục tùy tiện ngươi làm sao náo nhưng là nếu như muốn vượt ngục tuyệt đối sẽ không đồng ý nếu như xuất ra thời không chi trùng gặm phòng ngự trận pháp trừ phi làm đến trong nháy mắt phá mất nếu không lập tức liền sẽ kinh hải động đến bọn hắn. Quân thường tiếu ám đạo, hệ thống chân thành nói, trong mắt quái vừa rồi trùng kích lâu như vậy, đều không trung chuyển tồn tại bên trong phòng ngự hệ thống, ký chủ chỉ dựa vào thời không chi trùng, chắc rất khó vượt ngục, chỉ dựa vào, quân thường tiếu nói, ý là một cái không đủ. Cần Thúy Hoa cùng trụ tử hai bọn nó cùng một chỗ gặm, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, hệ thống sụp đổ, ta ý là dựa vào thời không chi trùng không được, hắn cái này não mạch kính đến cùng nghĩ như thế nào, không vội, không vội, quân thường tiếu ở trong lòng thầm nghĩ, ta còn phải nghĩ biện pháp đem bị buồn ngủ cửu đại vũ đế mang đi đây, cho nên coi như vượt ngục, cũng muốn càng đến phía trên, mà không phải trực tiếp trốn đến ngoại giới, quy, hắn ngẩng đầu, hô, ta có thế xuống tới, còn có thể đi lên sao, không thể, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc quân thường tiếu phiền muộn, sớm biết như thế chính mình liền nghĩ biện pháp, trước vụn trộn đem cửu đại vũ đế thu nhập thiên nguyên trấn ngục tháp bên trong. Nếu như ta cứng rắn muốn đi lên đâu, ngươi không thể đi lên. Ngồi đang đi tuần phòng tử sứ thông qua ấn tượng trận pháp nói, bởi vì loại này trần thế vũ trụ phòng ngự mạnh nhất hệ thống, dù là thượng vị phá không cảnh cũng thúc thủ vô sách. Quân thường tiếu khinh thường nói, trên đời vô luận trận pháp gì đều có sơ hở, cũng sẽ không hoàn mỹ không một tì vết, chỉ cần ta vui lòng, tùy tiện liền có thể phá vỡ mấy tên tuần tra sứ khịt mũi coi thường, không thể phủ nhận, theo một tầng đánh tới tầng 9, còn đánh bại dân sứ, tên này rất có năng lực, nhưng cứ điểm trận pháp hệ thống tại trần thế vũ trụ thuộc về tối đỉnh cấp tầng thứ, sao lại bị người khác tùy tiện phá vỡ, tiểu tử, sử sứ thản nhiên nói, không sợ gió lớn chuồng đầu lưỡi, quân thường tiếu buông buông tay, nói, nếu như không tin, có thể đánh cược một lần, đánh cược gì, đánh bạc trong súng của ngươi không có đạn. Phi, Nói sai lời kịch, đánh bạc nếu như ta phá vỡ mỗi tầng ngăn cách trận pháp, các ngươi cho phép ta tại nội bộ tự do ra vào, nếu như làm không được đâu, cái kia lúc trước cản đường đại khối đầu, thiếu nợ ta một triệu linh thạch không muốn, chương 1264, vượt ngục kế hoạch, quân thường tiếu người này xem tiền tài như cặn bã, nhưng nhìn linh thạch như trân bảo, cho nên, nguyện ý cầm dần hổ thiếu chính mình một triệu linh thạch làm tiền đặt cược, đã nói lên hắn đã nghiêm túc, tử sứ rơi vào trầm mặt chẳng lẽ tên này thật có nắm chắc phá mất trận pháp, tính cách cẩn thận là ưu điểm, nhưng quá cẩn thận liền có chút khô khan, bởi vì người sáng suốt cũng nhìn ra được, cẩu thẳng đang nói phép, lão đại, sử sứ nói, cùng hắn đánh bạc, quân thường tiếu phách lối bộ dáng, thật là khiến người ta rất khó chịu, hừ, mão sứ lạnh lùng cười nói, loại này điên cuồng vọng thế hệ, chỉ có để thể nghiệm thất bại, mới có thể ý thức được tự thân nhỏ bé, tử sứ liên tục cân nhắc về sau, nói, Ngươi có thể nếm thử phá vỡ ngăn cách thượng tầng trận pháp Nhưng nếu như dám có vượt ngục trốn đi tính toán Tự gánh lấy hậu quả Yên tâm đi Quân thường tiếu nói Nơi này từng cái đều là nhân tài Nói chuyện lại tốt nghe Ta làm sao lại vượt ngục trốn đi đâu Tử sứ không cần phải nhiều lời nữa Đứng dậy rời đi Bất quá Đúc gần đi căn dặn đang trực nhân viên Mọi thời tiết giám thị quân thường tiếu Một khi có cái gì phạm pháp tiến hành Cần phải kịp thời thông báo làm ra cùng ứng đối sách, đã như vậy làm gì đồng ý đối phương phá trận, theo tầng thứ nhất đánh tới tầng thứ chín, thể nội còn có hai cái linh chủng, đây tuyệt đối là một cái nhân tài, tử sứ rất muốn nhìn một chút, hắn là không tại trên trận pháp cũng có tạo nghệ, huống chi, thì trước mắt mà nói, quân thường tiếu tuy nhiên trở thành tầng chín tù phạm, nhưng cũng không có phạm qua đại tội, bị giam tại địa ngục cũng đơn giản trong thành ẩu đả, thậm chí căn bản không cần đi đánh giá mức độ nguy hiểm nhốt tại chính tầng địa ngục tù phạm đều có bình xét cấp bậc, nhưng cẩu thẳng bời vì lấy khiêu chiến phương thức trở thành áp trục tồn tại, cho nên tuyệt đối là từ trước tới nay vị trí đầu não không cho nguy hiểm đánh giá đặc thù tồn tại. Hệ thống nếu như biết, khẳng định lại muốn đậu đen rau muốn, tên này thật làm ầm ĩ lên, mức độ nguy hiểm không thể lấy giáp đến đại biểu, phải từ người chuyên môn thiết kế một cái mới được. chấm 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 Làm sao phá trận đâu, quân thường tiếu ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Bởi vì bị giám thị, hắn không có khả năng ngốc nghi mặt xuất ra thời không chi trùng đi gặm cắn, cho nên muốn phá vỡ trận pháp, cũng chỉ có thể dựa vào. Chính mình trí tuệ, chân lão từng nói qua, quân thường tiếu thầm nghĩ, phàm là từ trận quyết cùng trận tuyến cấu thành trận pháp, vô luận lại thế nào hoàng mỹ đều có sơ hở, ta chỉ cần tìm ra, liền có thể tùy tiện phá mất, xoát, nghĩ đến đó, hắn phiêu nhiên đứng dậy, trong khoảng thời gian này phát sinh hết thảy, khiến người ta thật sâu nhớ kỹ, hắn nắm giữ kiếm võ đôi đạo, lại xem nhẹ thực cũng hiểu trận pháp, chủ yếu ngày thường so sánh lười, đem sống đều giao cho người khác, thực sự, quân thường tiếu dừng ở chính tầng địa ngục khu vực trung ương, cường đại linh hồn lực nhất thời tuôn hướng hư không chi nhãn oanh kích không gian bích lũy, hư, hơi chút chạm đến, thấm vào, quân thường tiếu kinh ngạc nói, đơn giản như vậy sao, bị trong mắt quái oanh kích vô số lần, đều không mảy may băng liệt trận pháp hệ thống, chính mình linh hồn tùy tiện tan vào đi, thật là quá không thể tưởng tượng, nhưng, vẻn vẹn qua một giây đồng hồ, quân thường tiếu biểu lộ đặc sắc, giờ phút này hắn, lấy linh hồn thể dung nhập phòng ngự trận pháp hệ thống bên trong, hiện ra hình ảnh là vô cùng vô tận trận tuyến, chúng nó dăng khắp nơi, lại hoặc quay chung quanh từng cái trận quyết, quả thực sau so bàn cờ còn phức tạp, nếu như đem phòng ngự hệ thống so làm một phiến thiên địa, quân thường tiếu hiện tại cảm giác mình tựa như một khỏa hạt cát, không được, không được quá phức tạp, đem chân lão cùng hâm giao gọi tới, đều chưa hẳn có thể phá giải. Quân thường tiếu vừa mới còn tại hào khí ngất trời khoác lác phê, nhìn thấy phức tạp ngục giam phòng ngự hệ thống sau nhất thời thì ỉu xíu. Ai? Hệ thống nói ra, bật hắc đi, bật hắc là không thể nào. Quân thường tiếu chân thành nói, ta cần chứng minh chính mình, chấm chấm chấm. Sau đó, quân thường tiếu đem thời gian dùng đang tự hỏi phía trên, suy nghĩ như thế nào phá mất trận pháp. Như thế nào đi lên đem Cửu Đại Vũ Đế mang đi? Hệ thống im lặng nói, ngươi coi như phá vỡ, đem bọn hắn gom góp, bất động dùng thời không chi trùng tình huống dưới, như thế nào rời đi chính tầng địa ngục đâu? Đừng quên, nơi này chính là ngục giam, bên ngoài còn có thành trì phòng ngự, ta đã nghĩ kỹ, Quân Thường Tiếu nói, sử dụng vị diện chiến trường truyền tống môn, trước lén qua đến vị diện chiến trường, sau đó mượn nhờ Thúy Hoa đã thông hồn tộc đại lục cứ điểm hàng rào theo trụ tử đã từng sáng tạo thời không thông đạo trở lại về tinh vẫn đại lục, ngoà tàu, hệ thống bật thốt lên, loại này vượt ngục não động, quả thực quá xuất sắc, khó trách ký chủ đến tinh không cứ điểm lúc, hội sớm đem truyền tống môn mang lên, nguyên lai sớm đã có kế hoạch. Hệ thống nói, không, quân thường tiếu lắc đầu nói, ta mang theo truyền tống môn đi ra, nghĩ là gặp phải phiền phức có thể kịp thời tránh đến vị diện chiến trường, cũng không có cân nhắc sẽ dùng lấy vượt ngục, hệ thống phục vị diện chiến trường truyền tống môn chỉ cần bố trí đi ra liền có thể lập tức hội tụ cửa ra vào ký chủ hoàn toàn có thể bơ phòng ngự hệ thống một chân bước vào chẳng khác nào bước vào một cái thế giới khác quả thật vượt ngục đào thoát phương pháp tốt nhất bất quá tiền đề sử dụng truyền tống môn hội sinh ra vòng xoáy vào miệng ký chủ chân trước đi chân sau liền sẽ bị phát hiện cho nên cần phải nghĩ biện pháp như thế nào che giấu mất tranh thủ tại một đoạn thời gian rất dài không bị phát hiện đã vượt ngục trốn đi ký chủ ngươi thay đổi, nơi nào thay đổi, lấy ngươi tính cách bị khi phụ, còn bị nhốt tại ngục giam, khẳng định nghĩ biện pháp đại náo một trận, bây giờ đầy trong đầu muốn ngược lại là như thế nào chạy trốn, móa, quân thường tiếu gầm thét lên, ta cũng muốn đại náo một trận, có thể cùng vừa rồi đại khối đầu một dạng mạnh gia hỏa còn có 11 cái, coi như liều sở hữu ác chủ bài cũng chưa chắc nắm vững thắng lợi A, huống hồ, còn có cứ điểm chi chủ đâu, cho nên, hệ thống nói, ký chủ cũng tương tự trưởng thành, đang bị động dưới cục diện không hề lỗ mãn, mà chính là bắt đầu dùng não tử cân nhắc vấn đề. Ta trước kia không dùng não tử cân nhắc, có sao? Chấm chấm chấm. Quân thường tiếu vượt ngục kế hoạch có, còn lại cũng là nghĩ biện pháp phá mất kết nối vào mặt tầng thứ trận pháp, cho nên trải qua mấy ngày nữa nghiêm túc sau khi tự hỏi, vẫn là quyết định kéo ra cao dai khu mua sắm. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Hệ thống im lặng, rõ ràng nói qua muốn dựa vào chính mình, kết quả suy nghĩ lâu như vậy, suy nghĩ lại là, đến cùng muốn hay không dùng hiện hữu điểm cống hiến đi thu được một chút vận khí, xoát ra có thể phá mất trận pháp phương pháp đến đâu, nếu còn không được, ta trước vượt ngục ra ngoài, thay cái thân phận lại đi vào đánh một lần, sau đó đem cửu đại vũ đế mang đi. Quân thường tiếu nói, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, hệ thống nói, ký chủ não động càng lúc càng lớn, chấm chấm chấm, vạn cổ tông, thiết cốt chủ phong trong đại điện ngay tại quân thường tiếu cân nhắc như thế nào vượt một lúc viên công tử ngụy lão đinh hưng vượng chờ tông môn cao tầng tề tụ một đường các lão lo lắng nói gian trưởng lão tiến về nam hải độ châu có đoạn thời gian đến bây giờ còn không có tin tức sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a à. có tử đường chủ bọn họ theo hẳn là sẽ không a à. chân lão nói quân thường tiếu rời đi tinh vẫn đại lục về sau gian tà vì tìm kiếm tỷ tỷ cuối cùng vẫn quyết định tiến về nam hải độ châu đi theo có tử lân yêu vương, tiêu tội kỹ, dạ tinh thần cùng hà vô địch. Bây giờ đi qua mấy tháng, không hề có một chút tin tức nào, quả thực để mọi người rất lo lắng. Ai? Viên công tử lắc đầu nói, sớm biết, chờ tông chủ trở về lại để cho hắn đi tìm. Ngụy lão nói, nếu như có việc gì đều từ tông chủ giải quyết, còn muốn chúng ta làm gì chứ? Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Viên công tử trầm mặt, Ngụy lão nói, tông môn lớn mạnh không phải quyết định bởi tại tông chủ một người, mà chính là quyết định bởi tại chính thể thực lực, đệ tử xuất ngoại lịch luyện, gặp phải phiền phức không thể tránh né, cho nên cần có nhất làm liền là dựa vào chính mình, ngụy đường chủ nói không tệ. Đinh Hưng Vượng đồng ý, hai vị này có lịch duyệt lão nhân, ý tứ không phải đệ tử gặp phải nguy hiểm, mọi người không đi cứu viện, mà là không thể chuyện gì, đều nghĩ đến tông chủ ra mặt, có tin tức, ngay tại lúc này, Lê Lạc Thu nhanh chân đi đến, nói, Nam Hải Độ Châu Phương diện truyền đến tình báo, Giang trưởng lão bọn người bị bản địa các phái vây công, tế vũ đường mạng lưới tình báo đã phát triển đến độ châu đi. Viên công tử kinh ngạc nói, Lê Lạc Thu giải thích nói, dạ tinh thần chim đưa tới tình báo, thì ra là thế. Mọi người tỉnh ngộ, nói đến A Ngư Thanh Thiên Ngọc Điêu, mọi người thực thật, thật hâm mộ, dù sao phi cầm thú loại, bình thường người rất khó nắm giữ, Lê Lạc Thu nói, mời báo lên nói, Giang trưởng lão tỷ tỷ có thể có thể tìm tới nhưng bởi vì cùng thế lực địa phương phát sinh mâu thuẫn, cho nên tạm thời không cách nào thoát khốn, cần tông môn nhanh chóng hỗ trợ, mọi người nhìn nhau, bọn họ tuy nhiên đều có chức vụ, thậm chí còn có viện tông chủ, nhưng không có điều động tông môn xuất động quyền lợi nha, ngụy lão nói, còn chờ cái gì, nhanh phái người A, vị này tình trường lão thủ cảnh giới tuy nhiên không phải tông môn cao nhất, nhưng tuyệt đối là uy vọng nhất, thông báo đại đệ tử, nhị đệ tử bọn người thông báo chiến kỵ đường tiết đường chủ, thông báo linh thú đường phó đường chủ ngưu lão, điều động có thể vượt qua đại hải phi cầm thú loại, từng đạo mệnh lệnh theo tông môn đại điện phát ra ngoài, cùng ngày, tông môn cao tầng cùng đệ tử hạch tâm ào ào hành động, thì liền chiến kỵ phong tứ đại tinh nhuệ chiến đoàn cũng xuất động, liễu sư tỷ diêu mộng oánh hưng phấn nói, chúng ta muốn đi ẩu đã, ngay từ đầu tông môn cao tầng là không có ý định để cho nàng đi, nhưng không chịu nổi thủy chung cuốn lấy, cho nên chỉ có thể đồng ý tiến về. Diêu mộng ánh có tiên thiên ma thể, không bị thế nhân tiếp nhận, nhưng lấy vạn cổ tông thực lực bây giờ, coi như truyền khắp đại lục, cũng sẽ không có danh môn chính phái dám đến nháo sự. Xuất phát, phốc phốc, từng đầu phi cầm thú loại huy động cánh, chở vạn cổ tông đệ tử bay về phía nam hải phương vị, hành tại phía trước nhất thì là hóa thành bản thể tiểu ma tiên, trên thân lưng cổng tiểu long long cùng bội kỳ. Chúng nó là quân thường tiếu khế ước thú, đồng dạng cũng là vạn cổ tông một phần tử bây giờ giang tà bọn người gặp phải phiền phức tự nhiên sẽ đi viện trợ ha 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 đột nhiên giữa bầu trời truyền đến gà gáy âm thanh chỉ nhìn ngày thường phụ trách gáy còn có chu điểu huyết thống gà trống nhỏ ra sức huy động hai cái đại cánh gà đuổi theo tốc độ thế mà là kiêu ngạo tiểu ma tiên giang tà cùng bọn người đến cùng gặp phải hạn gì phiền phức cái này thì còn chưa biết nhưng vạn cổ tông phương diện nhận được tin tức trực tiếp tinh nhuệ toàn ra cũng không biết Nam Hải Độ Châu bản địa thế lực có thể hay không gánh vác được đâu. Chấm chấm chấm. Hắc Đại Ngốc, ngồi tại thiết quốc phong điểm cao nhất Bạch La Sát, mở miệng hỏi, tông môn giống như có hành động, chúng ta nên xuất thủ hay không? Hắc La Sát lắc đầu, nói, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt tinh vẫn đại lục là được, loại này như cái rắm một ít chuyện, giao cho bọn hắn cũng đủ để. Tốt a, à, Bạch La Sát không nói nữa, nếu như quân thường tiếu người tại tông môn lời nói, khẳng định cũng sẽ không để bọn họ đi. Dù sao lần này Nam Hải Độ Châu cứu viện, đối tông môn tới nói là tràn lịch luyện, trực tiếp phái hai cái ba ba đi qua, chẳng khác nào tuyên bố đối phương tử hình, vạn cổ tông thứ nhất tôn chỉ, từ trước tới giờ không lấy võ phục người, chỉ có lấy đức phục người. Chương 1265, Sư Đệ, chúng ta tới, Nam Hải Độ Châu, tử lân yêu vương thân xuyên không bao giờ mài mòn quần áo, ông tay treo ở dãy núi trùng điệp phía trên, quanh thân phát ra bể nghệ thiên hạ khí thế tới. Cái này đến từ thượng giới cũng dám trộn trứng rồng đạo hóa côn, thực lực tuy nhiên còn không có khôi phục đỉnh phong, nhưng quanh thân tràn ngập vương giả phong phạm càng ngày càng mạnh, phía trước trên ngọn núi, đứng thẳng bảy tên thân xuyên thống nhất trang phục lão giả, bọn họ là thất tinh cung bảy đại thái trưởng lão, thực lực toàn ở vũ thánh tầng thứ, còn thất tinh cung thì là nam hải độ châu bên trong mạnh nhất tông môn, địa vị cung cấp đại lục thái huyền thánh tông, các ngươi là đơn đấu, vẫn là quần ẩu đâu tử lân yêu vương ngạo nghễ nói cái kia hơi thở thật giống như đang nói đơn đấu quần ẩu lão tử đều không sợ đều mọi thứ tinh thông bảy tên thái trưởng lão sắc mặt âm trầm xuống bọn họ bế quan say tâm tu luyện không hỏi thế sự thật lâu nhưng đoạn thời gian trước độ châu đột nhiên xuất hiện mấy cái kẻ ngoại lai hành động vô cùng khoa trương còn cùng rất nhiều tông môn trở mặt sau đó phá quan mà ra quả nhiên rất phách lối tiểu tử một tên thái trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói chúng ta thất tinh cung lấy tinh thông trận pháp làm chủ, cùng người giao thủ từ trước đến nay đều là cùng tiến lên. Cắt, tử lân yêu vương nói, quần ẩu thì quần ẩu thôi, đừng kiếm cớ, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Bảy tên trưởng lão trên mặt nổi lên tức giận, đến, tới, tử lân yêu vương khoát khoát tay, nói, các ngươi cùng lên đi. Tên này thật đúng là không e ngại bị quần ẩu, bởi vì đi vào tinh vẫn đại lục đến bây giờ, thủy chung đều là một cái đơn đấu rất nhiều, càng thêm vào vạn cổ tông, tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, không có cách nào, ai bảo tử đường chủ gia dày thịt béo đây, giống như vậy tồn tại, nếu như không một cái đơn đấu nhiều cái, còn sống đêm không có chút ý nghĩa nào, bảy tên thái trưởng lão thật lâu chưa thấy qua lớn lối như thế gia hỏa, thể nội nhất thời dân lên hỏa khí, sau đó lẫn nhau nhìn một chút, hóa thành lưu quan tiến lên, theo bọn họ hành động trình tự đến xem, rõ ràng ẩn chứa một loại nào đó trận pháp ảo nghĩa tử đường chủ khóe miệng dơ lên kinh thường ý cười tới. Đoạn thời gian trước, hắn tại tông môn ngày ngày cùng thi triển tứ phương thiên địa trận đệ tử luận bàn, tuy nhiên người càng nhiều thì chịu không nổi, nhưng vẫn là có cực phong phú kinh nghiệm lâm sàng, cùng bản vương chơi tay này, trừ phi các ngươi tổ hợp trận pháp có thế mạnh hơn ta vạn cổ tông. Tử đường chủ tuy nhiên thủy chung cường điệu, chính mình trở thành tông môn một viên là đang cùng quân thường tiếu lợi dụng lẫn nhau, thực ở sâu trong nội tâm đã sớm tán đồng, dù sao đã triệt để quỳ liễu uyển thi đồ ăn xuống não bổ tổ ba người bên trong hắn cùng dạ tinh thần đều là ngạo kiều hệ đại biểu đều là loại kia con vịt chết mạnh miệng loại hình hưu hưu bảy đại thái trưởng lão bay lượng mà đến cấp tốc đem tử lân yêu vương vây quanh sau đó vận chuyển trận pháp nhất thời hình thành từng tầng từng tầng lưu quan kết giới vù vù giữa thiên địa cùng phong nổi lên cẩn trọng linh năng tùy ý tràn ngập tử lân yêu vương thủy chung không có nhúc nhích chút nào mãi đến bị vây ở trong trận pháp, cái này mới chậm rãi cởi xuống quần áo, đem chuyên chúc thần binh địa ngục cuồng nộ bọc tại song quyền phía trên, lấy hắn thực lực bây giờ, chiến bảy tên vũ thánh khẳng định không có vấn đề, nhưng là, đối phương đã kết trận, nhất định phải phải ứng phó cẩn thận, bảy đại thái trưởng lão còn sụp đổ, tên này ẩu đã cởi sạch y phục hãy còn có thể chịu, mặc một cái hồng sắc nội khố, mang một đôi phấn hồng bao tay, thì thật nhịn không được, kết quả là, nguyên bản nghiêm túc bảy tên cường giả biểu lộ giữ tận đồng nói ngươi là biến thái đi oanh đột nhiên tử lân yêu vương một quyền đánh ra chấn động đến kết giới run rẩy kịch liệt đúng vậy ta là biến thái tử đường chủ không phải nhân loại không quan tâm thế tục ánh mắt cho nên lõa lồ thân thể mang phấn hồng bao tay không có cái gì tâm lý áp lực cái này nếu như đổi cho cẩu thẳng có lẽ thật có thể làm ra đến dù sao công nhận không biết xấu hổ bảy tên thái trưởng lão ánh mắt kinh biến, đối phương nhìn như phổ thông một quyền, lại có thế rung chuyển chính mình ngưng tụ trận pháp hàng rào, thực lực so trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Chư vị, một tên cường giả trầm giọng nói, ra tay đi, hô hô hô, hô 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 hô, trong khoảnh khắc, trận pháp nội bộ linh năng bạo phát, sau đó hội tụ ra vô số cổ ảo ảnh vô tình đè tới, đến, tử lân yêu vương phẫn nộ hét lớn, chiến đến cùng, bởi vì có vô năng gào thét, xưng hào gia trì, cái này một giọng kêu đi ra trực tiếp đem theo sát đi tới mấy chục cái ảo ảnh bị phá vỡ thất đại trưởng lão chấn kinh loại thanh âm này bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại phương thức công kích bọn họ lần thứ nhất mắt thấy oanh 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 tổ hợp trận pháp bên trong tử lân yêu vương lực lượng toàn bộ khai hỏa một trận đặc sắc tuyệt luân chiến đấu mở ra ống kính cũng ngay sau đó chuyển hướng nơi xa chuyển hướng một mảnh bụi đất tung bay mặt đất cái hố nhỏ liên tục khu vực oanh oanh anh táo bạo linh năng tựa như như đạn pháo nhiều lần oanh kích dư uy liên y điên cùng lung lay không hề đứt đoạn phá hư không gian xung quanh cùng hoàn cảnh ra tay là mười mấy tên đỉnh phong vũ hoàng bán thánh cấp bậc cường giả bọn họ đứng tại phương vị khác nhau đều loại sức mạnh hội tụ soi một cái điểm oanh kích mãi đến oanh kích một lát mới thở hồng hộc dừng lại vù vù gió lạnh thổi đến thổi ra oanh tạc khu vực tràn ngập bụi đất cùng linh năng thấu phát cẩn trọng khí tức kim sắc đại thuẫn đầu tiên đập vào mi mắt, bốn phía cũng có thực chất hóa kết giới bao phủ, thuẫn là tiêu tội kỹ, giờ phút này, hắn chính ngạo nghệ đứng ở bên cạnh, dạ tinh thần cùng hà vô địch cũng tại, hai người ôm lấy tay treo lơ lửng giữa trời, một cái lãnh khốc cao ngạo, một cái phong khinh vân đạm, mười mấy tên võ giả biểu hiện trên mặt đặc sắc, tất cả mọi người đồng loạt ra tay, cùng anh loạn tạc lâu như vậy, thế mà là không có phá mất đối phương bố trí phòng ngự khí tường, cái này thực sự quá đã kích lòng tự trọng, hai vị sư đệ, tiêu tội kỹ nói, ta ngăn chặn bọn họ, các ngươi nhanh hiệp trợ gian trưởng lão, không cần, dạ tinh thần một bước phóng ra phòng ngự khu, đem bên hông hồ lô rượu lấy ra, ngữ khí lạnh nhạt nói, những thứ này đồ bỏ đi giao cho ta một người là đủ, tốt, sư đệ, tiêu tội kỹ đang nói ra lời này thời điểm, đã cùng hà vô địch bay đến rất xa xa, còn A Ngưu sau lưng phòng ngự kết giới cũng biến mất, má, các ngươi đi cũng quá nhanh đi lên, hưu hưu hưu, mười mấy tên võ giả lúc này phát động vòng thứ hai công kích, sặc sở lóa mắt năng lượng theo bốn phương tám hướng áp qua đến, ly thương, giả dạ tinh thần vung tay đem hồ lô rượu ném lên đi, quát, tế trời, vù vù, bay đến trên không bạch ngọc sắc hồ lô lấp lóe ánh sáng, sau đó cấp tốc mở rộng, miệng hồ lô theo bốn phía bắt đầu xoay tròn, đem bốn phương tám hướng tập kích đến các loại năng lượng thu hết đi vào, cái này, mười mấy tên võ giả nhất thời mắt trợn tròn, vù vù. Ngay tại lúc này, to lớn hồ lô rượu hướng hội tụ nhiều người nhất quần phương vị, nhất thời phun ra vừa hấp thu vào các loại năng lượng, không tốt, mau tránh ra, oanh, 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 hơn 10 tên võ giả tuy nhiên phản ứng rất nhanh, nhưng căn bản không kịp né tránh, nhất thời bị chính mình thả ra ngoài năng lượng oanh trúng, sau đó như diều đứt dây hướng xuống mặt cắm xuống, đồ bỏ đi, dạ tinh thần thản nhiên nói, hắn chuyên chúc thần binh ly thương tế thiên, hình thái thứ nhất là vò rượu, lấy lấy đầu người làm chủ, hình thái thứ hai hồ lô còn có thể thu nạp hết thảy năng lượng, sau đó thủ chính mình khống chế đi công kích người khác, hưu hưu ngay tại lúc này, đến từ độ châu các tông môn viện quân lần lượt bay tới, nơi xa trên đường còn có gần 10.000 tên không biết bay võ giả, cũng không biết tử lân yêu vương mấy người tới nơi này phạm chuyện gì, lại bị người ta tập thể nhầm vào, lên, một tên tông môn cao tầng phẫn nộ quát, hưu hư hưu hư độ châu các tông môn vũ hoàng cấp cường giả ào ào bay tới đem dạ tinh thần ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh số người này trận này có chút mưu hãn Giả dạ tinh thần tuy nhiên tính cách cao ngạo nhưng giờ phút này ít nhiều có chút tâm hỏng dù sao người quá sư đệ đột nhiên nơi xa giữa bầu trời truyền đến thanh âm chúng ta tới hưu 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 lấy lý thanh dương cầm đầu vạn cổ tông đệ tử hạch tâm lôi kéo lộng lẫy lưu quang trung động không gian cực tốc bay tới, loại kia xương cốt cứng rắn chi thế, tựa như mây đen tiếp cận. Sư đệ, chúng ta tới, tô tiểu mạc, lý phi, điền thất bọn người cùng nhau hét lớn đạo, thanh âm tựa như chấn động sơn hà, dạ tinh thần thần sắc khẽ giật mình. Tại gặp phải nguy hiểm thời điểm, sau lưng có một đám đồng môn đến trợ, cái loại cảm giác này. Thật rất không tệ, tiếp cận, dạ đế khóe miệng dơ lên mỉm cười, vù vù, dồi dào linh năng bao phủ toàn thân, tại sau lưng chúng đồng môn đến đây viện trợ hình ảnh phụ trợ dưới hắn ngửa đầu nhìn về phía thương khung hét lớn ta không phải chỉ có một mình hưu 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 vô số đạo thất huyền hà quan phá trùng sáng nổ bắn ra mà ra trong nháy mắt đem quay chung quanh dạ tinh thần sau lưng địch nhân toàn đánh bay xoát 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 lý thanh dương cùng tô tiểu mặt bọn người lần lượt bay tới lấy các loại treo lơ lửng giữa trời tư thái đứng sau lưng a ngưu một khắc này hiện ra cháy bùng chi thế dường như có thể xông phá cửu tiêu. Chương 1266, giao tiền không Dết, Tinh vẫn Đại Lục Hải Ngoại Tam Châu, quân thường tiếu đi qua Đông Hải Ngư Châu, đi qua Tây Hải Linh Châu, duy chỉ có không có đặt chân qua Nam Hải Độ Châu, nhưng là vào hôm nay, lấy Lý Thanh Dương cầm đầu đệ tử Hạch Tâm, nâng lên tông chủ đại kỳ, xuất hiện tại đây vừa thần bí vừa xa lạ đất đai, sư đệ, chúng ta tới, đến từ mọi người cùng nhau hét lớn, dường như rung động thiên địa trung động sơn hà, bọn họ là ai? Các công môn cường giả nhìn thấy nơi xa như mũi tên nhọn bay tới lưu quan, ánh mắt nhất thời nổi lên kinh hải đến. Phải biết, vì đối phó mấy cái kẻ ngoại lai, bọn họ cơ hồ điều động tất cả vũ hoàng tầng thứ, nhân số mới miễn cưỡng phá trăm, đột nhiên theo bầu trời nơi xa bay tới, thấp nhất 300 cất bước, lôi kéo ra một hàng đạo lưu quan tàn ảnh di lưu tại bầu trời, cho người ta mang đến cực kỳ cường hãng thị giác thể nghiệm, xoát, 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 lý thanh dương bọn người bay đến giả tinh thần trước mặt quanh thân phát ra khí thế cường hãn càng làm cho độ châu cường giả trong nháy mắt ý thức được những người này ở đây vũ hoàng cấp bậc bên trong tuyệt đối hàng đầu trước kia vạn cổ tông rất yếu đối mặt hoa dương quận tà phái xâm phạm chỉ có thể dựa vào có cảnh giới không có tu vi ngụy lão ngăn cơn sóng dữ hiện tại vạn cổ tông rất mạnh bởi vì tuyệt đối hạch tâm đệ tử đều nắm giữ đỉnh phong vũ hoàng tu vi thậm chí tại trong tông môn vũ vương cấp bậc đi đầy đất, Nam Hải độ châu tông môn thế lực, rất xin lỗi, các ngươi coi như tăng thêm tán tu bên trong vũ vương vũ hoàng cũng không sánh bằng, cái gì gọi là nội tình, mấy trăm tên vũ hoàng cấp đệ tử treo ở giả đế trước mặt, lấy ngạo nghễ, lạnh lùng, khinh thường ánh mắt nhìn về phía Nam Hải độ châu các lộ cường giả, đây cũng là một cái tông môn mạnh nhất nội tình, từng bị thế nhân xem thường cửu lưu môn phái, theo rách nát không chịu nổi gian phòng dần dần diễn biến rộng rãi không gì sánh được, theo mới đầu trưởng môn một cái, dần dần hội tụ muôn hình muôn vẻ đệ tử, đều đang trưởng thành, đều tại mạnh lên, tuy nhiên quá trình hơi dài, tuy nhiên dùng một ngàn chương, vương trưởng môn, ngươi như trên trời có linh mời nhìn một chút, những đệ tử này, chính kế thừa ngươi tố thiết quốc tranh tranh chi nhân, hành thiết quốc tranh tranh chi sự chuẩn tắc, tại cùng một cái hải ngoại đại châu tất cả tông môn thế lực chống lại, chấm chấm chấm, làm vạn cổ tông đệ tử bay tới, dần dần hội tụ bầu trời, thấu phát xương cốt cứng rắn khí thế, Nam Hải Độ Châu các lộ cường giả nhanh hoảng sợ ngốc, dù sao trận này. Thật là quá khủng bố, rút lui, còn kịp sao, oanh, ngay tại lúc này, nơi xa truyền đến chấn thiên động địa tiếng nổ lớn, vẻn vẹn, vẹn mặc đồ đỏ nội khố tử lân yêu vương theo lăn lộn khí chấn bên trong bay ra, đầu đầy tóc tím theo gió bay múa, địa ngục cùng nộ hội tụ cường thế lực lượng, phốt. Phốt, thất tinh cung bảy tên thái trưởng lão phân tán không cùng vị trí, ép không được thể nội sôi trào máu tươi phun ra ngoài. Bọn họ tổ hợp trận pháp rất mạnh, nhưng chung quy không có chống được thân kinh bách chiến tử lân yêu vương, bị lấy tuyệt đối lực lượng phá mất. Nhưng, để bảy người chấn kinh là, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một cái bị ngọn lửa bao phủ thiếu niên, hắn dơ lên tương tự hung thú móng vuốt, lãnh đạm nói, khô khô khốc khốc, nhăn nhăn nheo nheo, tuyệt không mượt mà, không tốt, oanh, một tên thái trưởng lão còn chưa kịp né tránh, nhất thời lọc vào tiểu long long cực kỳ cường thế một quyền oanh kích, cả người bạo bay xuống đi, trực tiếp đụng nát mấy ngọn núi, mấy người khác sắc mặt hoảng sợ đại biến, he he, đột nhiên, bên tai truyền đến nhẹ nhàng bàn tiếng cười, mấy tên thái trưởng lão lúc này mới ý thức được, một tên tuổi chừng 12-13 tuổi nữ hài treo tại sau lưng, nhẹ nhàng nâng lên tay nhỏ, từng đạo từng đạo tương tự vũ mau ánh sáng trống rỗng xuất hiện, để cho ta tới độ hóa các ngươi đi, hưu, hưu. Hưu, mạng thiên phi vũ thi triển, lưu quan tựa như mũi tên nhọn nổ bắn ra mà đến, rầm rầm rầm, ầm 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 ầm, giữa bầu trời truyền đến liên tục nổ tung, bởi vì uy lực quá mạnh, không gian đều bị chấn động đến bắt đầu vỡ tan đổ sụp. Hưu, hưu, khu vực nổ bên trong, bảy tên thái trưởng lão chật vật bay ra, sau đó tựa như con ruồi không đầu bàn bốn phía tán loạn, hiển nhiên ý thức được tiểu long long cùng tiểu ma tiên thực lực rất mạnh, vù vù, nhưng một tên thái trưởng lão vừa bay ra ngoài, trên không đột nhiên bạo phát khủng bố tà khí, ngũ tuyệt trưởng ấn vô tình áp qua đến, oanh, mặt đất đột nhiên lõm, chấn động tới đầy trời bụi đất. Đinh Hưng vượng gác tay thủ tại trên cao nhất, một quan lãnh lệ nói, các ngươi ai cũng không thoát, là, mấy tên khác thái trưởng lão không thoát, bởi vì tiểu long long, tiểu ma tiên, ninh thị huynh đệ, các lão chờ cao tầng đã đuổi theo, trừ phi bọn họ bật hát, nếu không lên trời không đường, xuống đất không cửa. Nam Hải Độ Châu Âm Dương môn chắc nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, bởi vì chính mình gọi điện thoại kêu người, sẽ cuối cùng động tới châu bên trong tất cả tông môn, sẽ cuối cùng dẫn tới một cái vạn cổ tông. chấm chấm chấm. Âm Dương môn, một người tu luyện âm dương chi thuật tông môn, nếu như theo đại lục hệ thống cấp bậc, miễn cưỡng cũng có thể tính toán cái ngũ lưu đi. Cái này cái tông môn tu luyện tâm pháp rất quỷ dị, phải nam nữ phối hợp mới được, cho nên thường cách một đoạn thời gian thì sẽ phái người đi đại lục tìm kiếm thích hợp nữ tử bởi vì không phải đặc biệt cực đoan nhà gái cũng sẽ theo đệ tử cùng một chỗ được lợi cho nên không những không có bị định nghĩa tà phái còn tại độ châu tồn tại gần ngàn năm đoạn thời gian trước âm dương môn như thường ngày theo đại lục mang về mười mấy tên tư sắc khá tốt nữ tử chưa kịp phân phối cho đệ tử thì có mấy cái lạ lẫm võ giả đến đây đòi người dù sao cũng coi như ngũ lưu tông môn lại bị người khác tự tiện xông vào cái này người nào nhìn được chiến phải chiến nhưng là căn bản đánh không lại mấy cái người xa lạ tông môn kém chút bị hủy nhà có thế tại độ châu đặt chân lâu như vậy âm dương môn cùng tông môn khác tất nhiên có không tệ liên hệ cho nên vội vàng gửi đi tín hiệu cầu cứu mời đến không ít cường giả đến giúp đỡ chỉ là mấy người xa lạ rất bưu hãn đem mời tới người giúp đỡ toàn đánh cũng tạo thành bị đánh người tiếp tục gọi điện thoại kêu người cuối cùng đem tình thế mở rộng đến toàn bộ độ châu liền địa vị cao cả thất tinh cung cũng tham dự vào, từ trên tổng hợp lại, một chút việc nhỏ như vậy, lên men thành đại sự cỡ nào, còn xâm nhập âm dương môn người xa lạ, tự nhiên là tử lân yêu vương bọn họ, mục đích cũng là gian tà dựa vào nguyên thần chi thể, bắt được một cái ngày nhớ đêm mong quen thuộc bóng lưng, tuy nhiên cùng tỷ tỷ tách ra thật lâu, nhưng trong lòng có quan hệ với nàng hình ảnh vĩnh viễn sẽ không xóa đi, cho nên tới đến âm dương môn, đấm nát phòng giam vách tường, nhìn thấy cuộn mình trong góc trung lẫy bảy nữ nhân, cả người như bị sét đánh sững sờ tại nguyên chỗ, đầu bù tóc rối bời, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt vô thần, vết thương đầy người, gian tà đầu nổ, tâm tính chấn, nắm tay phải hội tụ táo bạo lực lượng, vỡ nát âm dương môn bên trong từng dãy kiến trúc, sau đó theo đầy trời bụi đất đi ra đi hướng đại điện, sát ý tung hoành nói, dám đã thương tỷ ta, tội không thể tha, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép theo tới tiêu tội kỹ cùng dạ tinh thần bọn người trầm mặt. Bọn họ nhìn ra được, bị giam giữ tại phòng giam đáng thương nữ nhân, khẳng định lọt vào đánh đập ngược đãi ngốc trệ con mắt cho thấy thần trí như là không tốt. Tử lân yêu vương treo giữa không trung, thản nhiên nói, âm dương môn đã không có tất yếu tồn tại, ta lấy vạn cổ tông linh thú đường đường chủ thân phận tuyên bố, ngay bây giờ, diệt vong, chấm chấm chấm. Thời gian về đến bây giờ, về đến tiêu tội kỹ cùng hà vô địch bỏ xuống dạ tinh thần thời gian điểm. Tại cái kia đã hóa thành phế tích âm dương môn bên trong, gian tà ôm lấy một nữ nhân theo đầy trời bụi đất đi tới, "Ngươi là ai?" "Gian tà, ta giống như không biết ngươi, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào?" "Mang ngươi về nhà." "Nhà?" "A." À. "Ngươi làm sao khóc nha?" Gian tà dừng lại, tâm tình lại khó khống chế, ông lấy thất lạc nhiều năm tỷ tỷ ngửa đầu khóc lớn nói, "Ông trời, ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy?" "Tiểu tử." Đột nhiên, đằng sau thân thể lạnh lùng tiếng nói vang lên quỷ ta độ châu tông môn, người hôm nay phải chết, hô hô hô, một tên lão giả tóc trắng từ đằng xa bầu trời bay tới, tay phải nâng lên hội tụ cường thế trưởng ấn, ầm ầm, trách nát không chịu nổi âm dương môn lại bị thương nặng, rất nhiều kiến trúc nhất thời tại nóng nảy khí chấn phía dưới hóa thành bột mịn, chờ hết thảy tiêu tán, tiêu tội kỹ cầm thuẫn bài thủ tại gian tà đằng sau, hai chân lõm trong đất bùn, trên mặt khó khăn gạt ra mỉm cười tới, ừm, lão giả mày nhăn lại tới đây là ta vạn cổ tông cùng âm dương môn ân oán các hạ nhất định phải tham dự đằng sau thân thể hà vô địch thanh âm hai người không coi trọng bỏ xuống giả tinh thần đến đây âm dương môn viện trợ gian trưởng lão cũng là lo lắng trung gian sẽ ra biến cố gì quả nhiên vẫn là phát sinh vạn cổ tông lão giả ánh mắt lạnh lẽo âm u nói một cái vô danh chi tông cũng dám đến ta độ châu dương oai hắn tuy nhiên thật lâu không có đi qua đại lục nhưng biết có tên có tuổi tông môn còn vạn cổ tông căn bản chưa từng nghe nói, Vô Danh Chi Tông, Hà Vô Địch nói, các hạ tin tức thật đúng là bế, hắn đột nhiên im miệng, bởi vì phóng xuất ra linh niệm đã bắt được, số lớn đồng môn từ đằng xa bay tới, cũng đem vây quanh giả tinh thần địch nhân toàn đánh bay ra ngoài, lão giả tóc trắng cũng phát hiện, con mắt dần dần trừng lớn, càng nhìn thấy thất tinh cung bảy tên thái trưởng lão bị đuổi theo khi dễ, trong lòng nhất thời nổi lên sóng to gió lớn đến, thấy không, Hà Vô Địch nói, đây chính là trong mắt ngươi lãng lặng vô danh vạn cổ tông ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép lão giả tóc trắng khóe miệng kịch liệt run rẩy tính toán thời gian chính mình không có đi đại lục cũng mới mấy chục năm lúc nào toát ra một cái vũ hoàng bay đầy trời bán thánh vũ thánh tùy tiện gặp tông môn ông 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 ngay tại lúc này mặt đất truyền đến chấn động nơi xa bụi đất tung bay tựa như cuồng phong bạo vũ bàn áp qua đến lão giả tóc trắng trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài bởi vì trong bụi đất mấy ngàn tên thân xuyên tinh xảo chiến giáp võ giả cưỡi các loại trang bị đến tận răng phía trên hung thú, thanh thế to lớn giết tới, bắn tên, chung nghĩa quát lớn, lan kỵ đoàn thành viên đang phi nước đại bên trong, từ phía sau lưng ống tên bên trong lấy ra mũi tên, sau đó gác ở long nha chi cung phía trên, xoát, 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 từng đầu đi qua nghiêm khắc huấn luyện cụ phong lan như gió vọt tới, từ trên cao nhìn xuống thì giống như là thủy triều mà bọn họ đi hướng phương vị chính là độ châu các tông môn quân bộ, họa tàu, cái này tình huống như thế nào, rút lui rút lui rút lui, trong nháy mắt, các tông võ giả cùng nhau thay đổi phương hướng, theo đường đi chạy trốn, bọn họ không phải kiên kỵ vạn cổ tông đệ tử có cường đại tọa kỵ, cũng không phải kiên kỵ có tinh xảo trang bị, mà chính là kiên kỵ đối phương cảnh giới tất cả đều là vũ vương, trên dưới 100 tên vũ vương còn có thể tiếp nhận, mấy ngàn tên vũ vương. Người nào chịu đựng được, người nào gánh vác được. Chính tại lão đảo chạy trốn mấy tên thất tinh cung thái trưởng lão, nhìn thấy chiến kỵ đường mấy cái binh đoàn giết tới, tâm lý ngao gào to, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào. Chiến kỵ đường thành viên xuất hiện, trong nháy mắt đem vạn cổ tông trang bức chi thế đẩy lên đỉnh phong, độ châu phương diện võ giả chỉ có chạy trối chết. Chư vị, viên công tử thủ tại ngọn núi bên trên, cầm lấy tông chủ cho khuếch đại âm thanh loa to, la lớn, giao tiền không giết, bốn chữ, hoàng mỹ kế thừa cẩu thẳng phong phạm giao tiền không dết giao tiền không dết chiến kỵ đường thành viên cũng theo quát lên thanh âm vang vọng dường như có thể xuyên thủng bầu trời lấy vạn cổ tông thực lực bây giờ hoàn toàn có thể càng quét toàn bộ nam hải độ châu tông môn nhưng mọi người dù sao đều là đồng hành không cần thiết đem sự việc làm quá tuyệt nói tóm lại lần này vượt biển tới không thể một chuyến tay không nghe được không hà vô địch thu hồi linh niệm nói ngươi bây giờ trả tiền còn có cơ hội hòa giải nếu không tự thân cùng tông môn hạ tràng đều sẽ giống như âm dương môn, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Lão giả tóc trắng sắc mặt khó coi, trong lòng vạn phần hối hận, chính mình làm sao ngay ở chỗ này, làm sao không tiếp tục bế quan tu luyện, chấm chấm chấm. Bởi vì âm dương môn duyên cớ, Nam Hải Độ Châu Tông môn toàn phái đệ tử đến, nhân số nhiều đến 4, 5 vạn, giờ phút này, thành thành thật thật ôm đầu ngồi sổng ở đất trống. Vũ trang đầy đủ chiến kỵ đường thành viên cửi linh thú phân tán bốn phía, đem bọn hắn vây quanh, nơi xa sơn phong, thất tinh cung thái trưởng lão nhóm cùng tông môn khác cao tầng thở hồng hộc đứng tại tảng đá phía trên, theo cái tráng suốt mồ hôi hộp đến xem, như là mệt mỏi không nhẹ, tử lân yêu vương cùng đinh hưng vượng bọn người, treo ở trên nọn núi mặt mắt lạnh nhìn, tình huống bây giờ là, độ châu tông môn đệ tử không chỉ có bị vây quanh, tông môn các cao tầng cũng không trốn được, chư vị, viên công tử nâng lên loa, chân thành nói, ta tông môn trưởng lão thân nhân, bị các ngươi độ châu tông môn bắt đến, ngược đãi mình đầy thương tích, ngược đãi quên hết mọi thứ, bút trướng này tính thế nào, năm đó ở ma đế môn, cậu thẳng không ít cho hắn tính sổ sách, bây giờ đổi chính mình cho người khác tính sổ sách, cảm giác kia thật rất thoải mái, bằng hữu, một tên tông môn lão đại sắc mặt khó coi nói, khi dễ quý tông trưởng lão thân nhân là âm dương môn, không có quan hệ gì với chúng ta. Bút trướng này làm sao lại để chúng ta đến cổng nồi? đã không quan hệ. Viên công tử nói, các ngươi vì sao muốn phái người tới, tại sao vây công ta vạn cổ tông đệ tử, cái này, tên kia tông môn lão đại yên lặng, bọn họ khẳng định không phải vì âm dương môn, mà chính là vì độ châu tông môn tôn nghiêm, kết quả tôn nghiêm không có bảo trì, người đến cũng trở về không đi. Viên công tử thản nhiên nói, các ngươi đã tham dự, vậy liền thì phải chịu trách nhiệm, cho nên còn xin phối hợp, theo đầu người nộp lên linh thạch, khoáng thạch, dược tài, tinh hạch. Đương nhiên, nếu như không quan tâm nguy hiểm, có thể lựa chọn cự tuyệt. Lời tuy thuyết khách khí, nhưng ai cũng nghe được, thỏa thỏa là đang uy hiếp, quả nhiên bị cất nhắc lên viện tông chủ, rất có cẩu thẳng chi phong. Thất tinh cung mấy tên thái trưởng lão cùng tông môn cao tầng rơi vào ngắn mũi trầm mặt về sau, chỉ có thể lựa chọn nhận thua, nộp lên các loại võ đạo tư nguyên. Bởi vì tham dự tông môn rất nhiều, còn có không ít cao tầng cường giả, cho nên thu hoạch linh thạch, dược tài những vật này không ít cái này muốn để tại phía xa chính tầng địa ngục bên trong quân thường tiếu biết, khẳng định vui thoải mái, chư vị, viên công tử từng cái kiểm kê về sau, chắp tay nói, sơn thủy hữu tương phùng, chúng ta giang hồ tái kiến, đi, xoát, 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 chiến kỵ đường thành viên trước một bước rút lui, tử lân yêu vương mấy người cũng lần lượt rời đi, mắt thấy bọn họ hoàn toàn rời đi, độ châu tông môn cao tầng lúc này mới ở trong lòng cùng nói, gặp lại không gặp lại nữa. Chấm chấm chấm. Sau đó Đông Hải Ngư Châu, Tây Hải Linh Châu về sau, Nam Hải Độ Châu cũng không thể tránh né bị vạn cổ tông vào xem. Bản địa tông môn tuy nhiên không có thương vong gì, nhưng bồi không ít tiền. Bọn họ cần phải may mắn quân thường tiếu không tại tông môn, bởi vì nếu như hắn dẫn người đến, nhìn thấy bị âm dương môn tra tấn gian tà thân nhân, nhìn thấy vây công chính mình đệ tử, khẳng định sẽ đem trọn châu tông môn toàn bộ trấn lột phá sản. Tỷ, trên đường trở về đại lục, Giang tà thầm nghĩ, tông chủ nhất định có biện pháp, để ngươi khôi phục thanh tĩnh khôi phục trí nhớ, bất quá, cúi đầu nhìn về phía hướng chính mình cười ngây ngô nữ nhân, trái tim liền tựa như bị đau hung hăng châm một chút, cử chuyển thanh thần đang, tại phía xa tinh không cứ điểm quân thường tiếu giờ phút này chính ngồi xếp bằng trên mặt đất, ánh mắt khóa chặt tại vừa đổi mới cao dai khu mua sắm đồ vật phía trên, thầm nghĩ, loại này khôi phục bị hao tổn linh hồn thuốc, như là không có tác dụng gì nha chương 1267, kỳ môn độn giáp chi phá trận phần, bậc hắc là không thể nào, ta cần chứng minh chính mình. Đây là quân thường tiếu lúc trước nói chuyện qua, bây giờ lại vụn trộn lôi ra cao dai khu mua sắm, hoàn toàn không có chút nào thành tính có thể nói, không có cách nào, chính tầng địa ngục phòng ngự hệ thống quá mạnh, quân thường tiếu hiện tại 10 phần hối hận. Lúc trước đem thánh phẩm trận pháp tư chất dịch cho chân lão, không phải vậy, chính mình phục dụng có lẽ có thế có chút tác dụng, đừng nằm mơ. Hệ thống nói, ký chủ coi như phục dụng thánh phẩm tư chất dịch, lấy tinh vẫn đại lục cấp bậc tới nói cũng mới trận thánh, cứ điểm phòng ngự hệ thống ít nhất đến trận đế mức độ cất bước, nó không sợ bị đánh mặt, bởi vì có vô cùng nghiêm cẩn khoa học căn cứ, chấm, chấm, Quân thường tiếu không nói, xem vừa đổi mới thương phẩm, thứ nhất mắt liền thấy tên là Cửu chuyển thanh thần đang đang dược, theo giới thiệu, vật này sau khi phục dụng có thể cấp tốc khôi phục thần trí, chữa trị linh hồn không có tác dụng gì nha. Quân thường tiếu nói ra, không có tác dụng, hệ thống nói, ký chủ nghiêm túc sao, ta ý là, trước mắt với ta mà nói không có tác dụng. Quân thường tiếu nói ra, khôi phục linh hồn đang dược, khẳng định ngư bức, nhưng là, hắn hiện tại cần có thể giúp chính mình thoát khốn, có thể tìm được cửu đại vũ đế thương phẩm, đương nhiên sẽ không cân nhắc hoa 10.000 điểm cống hiến mua sắm đang dược, tiếp tục xem đi, hệ thống không có đi mua sắm. Lúc này ở điểm cống hiến có hạn tình huống dưới, mua cửu chuyển thanh thần đang xác thực không có lời. Quân thường tiếu tiếp tục xem, kết quả nhìn sụp đổ, xoát ra thương phẩm có không ít đồ tốt, nhưng chính là không nói đến cung cấp tức chiến lực thương phẩm, tùy tiện mua cái lại xoát đi. Làm một cái hợp cách nhân viên chào hàng, hệ thống tuyệt đối có cơ bản tố chất, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Quân thường tiếu đau lòng, bất quá, nghĩ đến cái thứ nhất sự thi nhiệm vụ có hạn chế thời gian, nhất định phải nhanh trở lại về tinh vẫn đại lục không thể lãng phí thời gian, đành phải quyết định lần thứ hai đổi mới, vấn đề tới, căn cứ quy định phải có tiêu phí, mới có thể phát động soát điều kiện mới, mua cái gì tốt đâu. Quân thường tiếu xoắn suýt, sơ dai khu mua sắm tùy tiện hoa 10 điểm mua cái thương phẩm liền có thể tiếp tục đổi mới, cao dai khu mua sắm đổi mới mua sắm. Hai lần xuống tới thấp nhất cũng phải 20.000 điểm cống hiến tức bước, hệ thống nói, ký chủ mua sắm cửu chuyển thành thần đan lý do lấy ký chủ hiện tại cảnh giới gặp phải đối thủ đều tại vũ đế tầng thứ thậm chí mạnh hơn một khi thụ thương nhưng là thân thể còn sẽ tác động đến linh hồn cho nên loại đang dược này quả thật về sau xuất ngoại tìm đường chết chuẩn bị thuốc tốt quân thường tiếu nâng cầm lên nói có đạo lý huống chi hệ thống nói lấy ký chủ tính xấu nếu như gặp phải đánh không lại cực mạnh đối thủ khẳng định sẽ vận dụng thạch tượng chi lực tại mất lý trí trước kịp thời phục dụng có lẽ có thể hữu hiệu tránh bớt tẩu hỏa nhập ma. Lý do thứ nhất để quân thường tiếu tâm động, lý do thứ hai để hắn động tâm, đinh. Ký chủ tiêu phí 10.000 điểm cống hiến trị, thu hoạch được cử chuyển thanh thần đăng một, đã chuyển vận đến trong không gian giới chỉ, đinh. Tông môn điểm cống hiến, 60.100.000, hô, đổi mới một lần, mua sắm một lần, trực tiếp dùng xong 20.000 điểm cống hiến, cái này khiến quân thường tiếu hít sâu, nói, lần sau nhất định muốn ra đồ tốt A, à, Đinh. Tông môn điểm cống hiến, 50.000-100.000, nghìn, ha ha ha, ha 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 ha, không kiên nể gì cả tiếng cười to tại chính tầng địa ngục vang lên, thông qua màn sáng truyền lại phụ trách mọi thời tiết giám thị mấy tên tuần tra sứ trong tai, tên này làm sao, không phá nổi trận pháp phòng ngự đem chính mình bức điên, có khả năng, quân thường tiếu mấy ngày nay một mực ngồi xếp bằng, tựa như tăng nhân nhập định, đột nhiên thình lình cười ha hả. Thật có loại điên cảm giác, trên thực tế, mỗi làm loại này không kiên nể gì cả cười to xuất hiện, thì đại biểu xoát khu mua sắm xoát ra đồ tốt, tốt đến tâm tình đều khống chế không nổi, như vậy, hắn xoát ra cái gì, đinh. Ký chủ tiêu phí 10.000 điểm cống hiến trị, thu hoạch được kỳ môn độn giáp chi phá trận phần 1, đã chuyển vận đến trong không gian giới chỉ, đinh. Tông môn điểm cống hiến, 40.100.000, xoát, quân thường tiếu linh hồn tan nhập không gian giới chỉ đem mới xuất hiện cổ lão bí tịch nâng trong lòng bàn tay, ánh mắt nóng rực nói, loại này dạy người khác như thế nào phá trận đồ chơi, so sánh được trận pháp tư chất dịch hữu dụng A, để con hàng này đi bố trận, hắn ngại phiền phức ngại mệt mỏi, cho nên tình nguyện giao cho chân lão, nhưng nếu như là phá trận lời nói, vậy thì có điểm hứng thú, hệ thống nói, chỉ cần ký chủ chịu chi, thì tất nhiên sẽ có thu hoạch, cho ta một bên mát mẻ đi, quân thường tiếu mở ra trang đầu, huyết dịch nhất thời sôi trào lên, bởi vì phía trên viết thế gian trận pháp đều có căn cứ cẩn thận thăm dò phía dưới đều có thể phá vì vậy tại thọ nguyên sắp tới thời khắc sáng tạo kỳ môn độn giáp phá trận phần truyền thế ở phía sau người lạc khoảng người kỳ môn trận thần ta sát dám lấy thần vì danh người sáng tạo này quá trâu đi cũng xác thực như bí tịch bên trên viết thế không có tuyệt đối hoàn mỹ trận pháp chỉ cần tuân theo bố trí quy định đến chung quy sẽ có sơ hở nhưng làm sao tìm được cũng là lành nghề Kỳ môn độn giáp chi phá trận phần tổng cộng chia làm nhập môn, tinh thông, đại sư ba cái cấp bậc, đối ứng khác biệt tầng thứ trận pháp hệ thống, quân thường tiếu bắt đầu duyệt, mãi đến đơn giản đem cấp độ nhập môn xem hết, liền sợ Hải Thang nói, thật là thần nhân, hắn dùng qua không ít trận pháp tư chất dịch, còn từng hướng chân lão hỏi qua, cho nên đối trận đạo lý giải không yếu, có thể nhìn hết phá kỳ môn trận thần đối với trận pháp cấu tạo, bố cục các phương diện phân tích về sau nhất thời cảm giác mình lúc trước học đều cái gì cẩu thí đồ chơi a, à? quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Quân Thường Tiếu thầm nghĩ, nếu như có thể đem phá trận phần toàn bộ lĩnh ngộ, không đơn giản vì phá mất ngục giam phòng ngự hệ thống, về sau cũng sẽ có trợ giúp rất lớn, học, phải học, dù là hao tổn tốn thời gian tinh lực cũng không quan trọng, thư sơn hữu lộ cần vi kính, học hải vô nhai khổ tác chu, Quân Thường Tiếu khó được không có theo đuổi bậc hắc lực lượng mà chính là toàn thân tâm đầu nhập học tập phía trên, thậm chí quên mất thời gian, quên tự mình. Chấm chấm chấm. Nhị ca, tuần tra trong phòng, Mão Sứ nhìn lấy màn sáng nói, tên này ngồi tại nguyên chỗ đã có nửa tháng, chẳng lẽ còn tại câu thông kết nối vào một tầng trận pháp hàng rào. Sử Sứ thản nhiên nói, loại này cấp bậc trận pháp hệ thống, trần thế vũ trụ ai có thể phá mất, theo ta thấy hắn đã bỏ đi, giờ phút này đang đánh chập mắt ngủ, phốc phốc. Mão sứ che miệng cười rộ lên, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Sử sứ kém chút nhịn không được một quyền đập tới, dù sao đối phương cười rộ lên bộ dáng rất rung động lòng người, nhưng thanh âm rất nam tính hóa, chấm chấm chấm. Chính tầng địa ngục, quân thường tiếu vẫn ngồi xếp bằng, linh hồn đã dung nhập trên trần nhà trận pháp hệ thống, dường như cả người đặt mình vào tại rắc rối phức tạp trong bàn cờ, sơ hở, tất cả đều là sơ hở, tại nghiêm túc lĩnh hội phá trận phần cấp độ nhập môn những phức tạp đó trận quyết trận tuyến hoàn toàn cũng là sơ hở mở rộng hưu 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 quân thường tiếu linh hồn nhất thời phân tán hóa thành một hàng đạo lưu quang dung nhập mỗi cái trận quyết cùng trận tuyến phía trên thậm chí còn dung nhập hình ảnh trận pháp nửa canh giờ về sau quân thường tiếu theo trong nhập định mở to mắt sau đó đứng dậy bay đi lên sau cùng lại dễ như trở bàn tay tan vào đi nhị ca mão sứ nhìn chầm chầm vào màn sáng bên trong không nhúc nhích quân thường tiếu nói tiểu tử này phải ngủ tới khi nào a? À, chỉ cần thành thật ở lại đây, quản hắn ngủ bao lâu đây. Sử sứ nói, hai người sợ là nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, màn sáng phía trên kéo ra hình ảnh đều sẽ một mực dừng lại tại quân thường tiếu ngồi xếp bằng hình, thậm chí. Liên tiếp khác tầng ngục giam hình ảnh cũng bị. Vụn trộn động tay chân, chương 1268, toàn năng vương, dạ tinh thần, sông thập phương tuyệt mệnh tháp thời điểm, Thượng quan hâm giao cùng chân đức tuấn nội ứng ngoại hợp, hao phí đại lượng tế bào não cùng thời gian mới cưỡng ép phá vỡ. Chính tầng địa ngục tồn tại phòng ngự hệ thống khẳng định mạnh hơn, vẹn vẹn nửa canh giờ liền bị quân thường tiếu phá mất. Hắn dám nói mình không có bậc H A, lần này hệ thống có thể làm chứng, cẩu thẳng không có bậc H. Hoàn toàn bằng nỗ lực làm đến, nếu như cứng rắn muốn vô lại lời nói, chỉ có thể vô lại kỳ môn độn giáp chi phá trận phần quá trâu, rất dễ dàng học, mà lại chỉ là lĩnh ngộ cấp độ nhập môn, loại này thông tục dễ hiểu phá trận bí tịch, bán 10.000 điểm cống hiến trị, cao dai khu mua sắm thật lương tâm A. Dung nhập kết nối vào tầng phòng ngự hệ thống về sau, quân thường tiếu ám đạo, hệ thống im lặng nói, vẫn luôn rất lương tâm có được hay không, đánh rắm, quân thường tiếu ở trong lòng gầm thét lên, một bản thất huyền hà quan phá tàn quyển hoa ta hai lần tiền mới mua được, người tốt ý tứ dùng một mực hai chữ sao, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép hệ thống trầm mặt sơ qua, nói, đây là ngoài ý muốn, nếu như nhiều ngoài ý muốn mấy lần, ta không phải là tán gia bại sản. Quân thường tiếu lật qua mí mắt nói, chớ nhìn hắn tại cùng hệ thống nói chuyện phím đánh cái rắm, trên thực tế, linh hồn lực một mực khuếch tán, ven đường tìm kiếm liên tiếp tầng thứ 8 hình ảnh trận pháp, nơi này trận pháp hệ thống chia làm phòng ngự cùng giám thị, trước mặt phá giải đi độ khó khăn lớn, người kia phá giải đi độ khó khăn thấp quân thường tiếu hiện tại cần muốn mạnh mẽ trộn lấy tin tức, sau đó đem truyền tống hình ảnh hình ảnh triệt để cố định, từ đó không cho tuần tra sứ phát giác được, để tránh đến thời điểm xảy ra bất trắc, đương nhiên, không thể quá dài, bởi vì chung quy sẽ lộ tẩy, thời gian rất cấp bách. Quân thường tiếu dứt bỏ tạp niệm, linh hồn điên cuồng khuếch tán, điên cuồng tìm kiếm tám tầng địa ngục hình ảnh trận pháp hệ thống, cũng tại tiến vào trước trước một bước tìm tới cũng cướp mất, may ra, chín tầng địa ngục chủ điều là đen tối, mà lại cẩu thẳng hành động lúc vừa tốt là ngủ điểm, cho nên hiện ra tuần tra phòng hình ảnh thủy chung cố định, cũng không có gây nên sửu sứ, mão sứ bọn người chú ý. Chấm chấm chấm. hưu tám tầng địa ngục mặt đất phòng ngự kết giới, quân thường tiếu từ bên trong chui lên, nơi xa dịch phi tuyết trước tiên bắt được, ánh mắt nhất thời nổi lên khó có thể tin đến, nói, người làm sao lên, trong ngục giam từ trước đến nay chỉ có thể phía dưới không thể lên, cái này vừa bị đánh tầng chính tù phạm nhãn hiệu không bao lâu gia hỏa thế mà là có thể lên đến, thật là quá khiến người ngoài ý, dịch tiền bối, quân thường tiếu cũng không có giải thích, vội vàng truyền âm nói, ta có thể rời đi chính tầng địa ngục phương pháp, ngươi là theo ta đi, vẫn là lưu lại, mang đi cửu đại vũ đế là phải, nhưng nếu như có thể đem những thứ này thực lực cường hãn tù phạm mang đi, khẳng định không còn gì tốt hơn, ta không đi. Dịch phi tuyết nói, quân thường tiếu mắt trợn tròn, thời đại này, còn có giống như triệu đầu đầu, ngồi tù ngồi ra cảm tình, không nguyện ý rời đi. Dịch phi tuyết nói, Dịch mổ cả đời si mê kiếm đạo, vô luận địa phương nào đều có thể. Ngoặc kép chấm 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 kép. Quân thường tiếu im lặng, tên này giống như chu hồng, tu kiếm đạo đều nhanh sửa chữa thành bệnh tâm thần. Dịch tiền bối, Quân thường tiếu chân thành nói, ở chỗ này cố nhiên có thể tu luyện kiếm đạo, nhưng không khác nào nhắm mắt làm liều, chỉ có nhiều cùng người đồng đạo luận kiếm luận đạo, chỉ có nạp bách gia sở trường mới có thể thành tựu cao hơn a ngươi nói có lý, nhưng là... Dịch phi tuyết lắc đầu nói, có tư cách và dịch mổ luận kiếm cường giả, cái này trần thế vũ trụ lại có thể có mấy người đâu, vô hình trang bức, trí mạng nhất, quân thường tiếu liền nói, dịch tiền bối chắc không có đi qua tinh vẫn đại lục, không có đi qua vạn cổ tông, nơi này có cái gọi giả dạ tinh thần cường giả, được xưng là kiếm đạo chí tôn, đối kiếm đạo lý giải trên ta xa, hệ thống nói, lại bắt đầu bức hại A ngưu, kiếm đạo chí tôn. Dịch phi tuyết ánh mắt nóng rực nói, danh tự thật là khí phách, vừa vặn ta cũng muốn đi tinh vẫn đại lục, nếu như dịch tiền bối muốn gặp một lần dạ tinh thần, ta có thể mang ngươi cùng nhau đi qua. Quân thường tiếu nói, thời gian cấp bách, không kịp giải thích, chỉ có thể trước hố lên xe hẳn nói, có thể, dịch phi tuyết sản khoái nói, cái này dạ tinh thần còn mạnh hơn quân thường tiếu, nhất định phải đi lĩnh giáo một chút, truy cầu cũng không phải thắng bại, truy cầu là kiếm đạo, tiền bối. Mời buông lỏng tâm thần, ta mang ngươi đi một nơi, có thể thuận tiện vượt ngục. Dịch phi tuyết tuy có chần chờ, nhưng khát vọng gặp phải càng mạnh kiếm tu, vẫn là theo đối phương yêu cầu làm theo, nhất thời cảm giác cảm thấy hoa mắt, cả người xuất hiện tại thiên nguyên trấn ngục tháp bên trong, mà lại đối ứng hắn vừa rồi chỗ 8 tầng ngục giam, còn tầng thứ 9, hư không chi nhãn đã vào chỗ, mà lại bị nhị nha điều giáo về sau, chính trung lẫy bẫy co lại trong góc chảy nước mắt đây, giải quyết, quân thường tiếu vội vàng lại tìm đến triệu tiền tôn tam đế, đem thu nhập trong tháp lúc này mới ngồi xếp bằng xuống tiếp tục câu thông liên tiếp tầng thứ bảy phòng ngự hệ thống hắn tù phạm hắn tạm thời không có ý định mang đi bởi vì nếu như đem mỗi tầng người đều thu rất dễ dàng bị cứ điểm phát hiện hưu sơ qua quân thường tiếu dung nhập bảy tầng địa ngục một câu mệnh ta do ta không do trời để thương gia tổ tiên tìm tới lúc tuổi còn trẻ nhiệt huyết cho nên không có phí miệng lưỡi sẽ đồng ý vượt ngục sau đó được an trí tại trấn ngục tháp tầng thứ bảy mặt khác ba tên vũ đế cũng tương tự mang đi. Vào lúc này, thiên nguyên trấn hồn tháp một cái khác chỗ tốt hiển hiện ra, cái kia chính là có thể làm thành chứa vào sinh linh phương tiện đi lại. Tầng 6 tầng lân nhiễm bởi vì bị khống chế linh hồn bổn nguyên, năm tầng tử ma đầu bời vì muốn đi chiếu cố tử đạo chí tôn, cho nên lần lượt bị thu vào đi, an trí tại tầng 6 cùng năm tầng, tiền bối, bốn tầng trong địa ngục, quân thường tiếu chân thành nói, tin vẫn đại lục vạn cổ tông, có một cái gọi là dạ tinh thần gia hỏa, được vinh dự văn đạo chí tôn, không chỉ có tinh thông thi từ ca phú, còn tinh thông cầm kỳ thơ họa, bảy bước bên trong thành thơ, đúc đường thi 300 bài, hệ thống, tại gia hỏa này lừa gạt dưới, dạ tinh thần thành toàn năng vương, tốt, tinh vân tử nói, lão phu đi chiếu cố hắn, kết quả là, bốn tầng tù phạm cũng được thu vào không trung trấn một tháp bên trong, tầng 3 thiết y hầu, tầng 2 hoắc diễm yêu, một tầng đế thính, đều không có chút nào ngoài ý muốn toàn được an trí đi vào. Qua, nhị nha vui vẻ nói, đến tốt nhiều phạm nhân nha, ta thiên, triệu đậu đậu trong lòng cả kinh nói, những người này thực lực đều không tầm thường, đều là đỉnh phong cấp lão đại, ta có thế phụ trách nhìn quản bọn họ, nhất định là tổ tiên bốc lên khói xanh, nhớ kỹ, quân thường tiếu dặn dò, tầng 9, tầng 6 tùy tiện điều giáo, còn lại không thể điều giáo, vâng, nhị nha tuân lệnh, chờ chủ nhân vừa rời đi, liền tới đến tầng 6 ngục giam, nhỏ roi da tiểu ngọn nến chờ công cụ tế ra đến, âm trầm đi hướng nam không nam nữ không nữ tầng lân nhiễm, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ba ba ba, a à a, à, tầng lân nhiễm giao ra linh hồn bổn nguyên, đã bị quân thường tiếu trưởng khống, tại sao còn phải bị tra tấn? Bởi vì lớn lên quá nương, cho nên cậu thẳng hy vọng có thể tại nhị nha điều giáo phía dưới tìm về nam nhân phải có dương cương chi khí, đừng nói, hiệu quả rõ rệt. Tại trải qua trong khoảng thời gian nắng quất về sau, tầng lân nhiễm tiếng kêu thảm thiết theo âm nhu, dần dần biến thành đàn ông, tin tưởng duy trì cải tạo dưới, đều sẽ triệt để thay hình đổi dạng. Chương 1269, chạy chạy, chính tầng địa ngục chính cái tù phạm, đều bị quân thường tiếu thu nhập thiên nguyên trấn ngục tháp bên trong, tuy nhiên nhìn như tạm thời được đến giải thoát, nhưng như là chỉ là theo một cái khác ngục giam chuyển đến một cái khác ngục giam phía trên, dù sao ở nơi nào đều là quan, bọn họ không thèm để ý đổi cái hoàn cảnh xong lấy đi đế thính về sau quân thường tiếu buông lỏng một hơi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phòng ngự kết giới thầm nghĩ phá vỡ tầng này ta liền có thể ra ngoài đi hưu linh hồn tràn ngập mà đi dung nhập phòng ngự hệ thống bên trong ta đi nhìn đến so lúc trước phá mất mấy tầng phòng ngự còn phức tạp mấy lần văn tuyến cùng trận tuyến quân thường tiếu biểu hiện trên mặt đặc sắc hệ thống nói ký chủ lúc trước giải quyết đơn giản là tầng thứ khoảng cách cho nên chưa hẳn rất mạnh, loại này thì là toàn bộ ngục giam tổng phòng ngự hệ thống, đương nhiên sẽ không đơn giản. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, quân thường tiếu sắc mặt nghiêm túc lên, phức tạp như vậy phòng ngự hệ thống nếu như muốn phá mất, chắc cần hao phí thời gian rất lâu, nếu như trong lúc đó bị phát hiện, khả năng thì sẽ có phiền toái lớn, khác cân nhắc, hệ thống thúc giục nói, nhanh phá giải đi, xoát, quân thường tiếu ngồi xếp bằng xuống, đem tâm tư toàn dùng tại phân tích cùng tính toán phía trên đổi lại thượng quan hâm giao cùng chân đức xuất, hai người hội tiến hành toàn diện phân tích trận pháp cấu tạo, sau đó từ đó chậm rãi tìm kiếm sơ hở, tập được kỳ môn độn giáp chi phá trận phần quân thường tiếu khác biệt, bởi vì hắn trực tiếp ném đi một chút không tất yếu trình tự, trực tiếp theo mấu chốt nhất điểm xuống tay, một ngày, hai ngày, chấm chấm chấm, phòng giám sát, sử sứ nâng cầm lên nói, hắn mấy tầng địa ngục, tại sao an tĩnh như vậy đâu? Khả năng bởi vì bị tiểu tử kia lần lượt thu thập một hồi, toàn biến đàng hoàng. Mão sứ gặm cũ cải nói ra, cũng đúng, sử sứ gật đầu nói, hai người tiếp tục phụ trách giám thị, hoàn toàn không biết, quân thường tiếu đang núp ở một tầng chỗ tối, chính tại điên cùng phá giải liên tiếp ngoại giới trận pháp hệ thống, chấm chấm chấm, thiên nguyên trấn ngục tháp bên trong, tràn ngập khiến người ta bảo tố nước mắt, bởi vì hai cái kém rất nhiều bối thương gia người rốt cục gặp nhau, phù phù, thương hữu ngân quỳ trên mặt đất, khóc ròng nói, tổ tiên ở trên, thụ con cháu cúi đầu, thương gia tổ tiên tâm tình cũng có chút kích động, nhưng dù sao trải qua nhiều, cho nên cưỡng ép áp xuống tới, vất tay lấy linh năng đỡ lên, nói, thiên nguyên đại lục sự việc ta đã biết được, hài tử, để ngươi chịu ủy khuất, không, thương hữu ngân bi thống nói, không có bảo vệ tốt đại lục, không có bảo vệ tốt con dân, ta thẹn với tổ tiên, thẹn với thương gia, tuy nhiên vị diện bị tông chủ cứu, nhưng hắn thủy chung rất tự trách, nhưng vì phụ thân thậm chí thương gia dòng chính vì gia viên chiến tử, duy chỉ có chính mình cậu thả sống sót, hài tử, thương gia tổ tiên nói, ngươi đã rất nỗ lực, mà lại, còn kết bạn quân tông chủ, thương gia liệt tổ liệt tông trên trời có linh thiên nhất định sẽ vui mừng, tổ tiên, ta, thương gia tổ tiên ngắt lời nói, nói chuyện quân tông chủ A, nghe nói ngươi đã thêm vào tông môn khác, đúng, tổ tiên, thương hữu ngân nói, thương gia tổ tiên rất hài lòng nói, quân tông chủ xem xét thì không đơn giản, người có thể đi theo hắn, về sau nhất định có thành tựu lớn, làm đã từng chinh chiến xa trường, mở rộng lãnh thổ đệ nhất đế vương, nhìn người phương diện vẫn là rất chính xác, huống hồ, người ta chân thật theo một tầng đánh tới tầng chính, đây là ai đều thay đổi không sự thật, tổ tiên, thương hữu ngân nói, ta nhập môn phí là 10 triệu linh thạch, giác, thương gia tổ tiên biểu hiện trên mặt ngưng kết, nhập tông môn cho nhập môn phí, đây là hiện tượng bình thường, có thể cần 10 triệu linh thạch, quả thực, hắn trầm giọng nói, hài tử, ngươi cho thiếu, đúng vậy a à. thương hữu ngân hổ thẹn nói, công chủ đem tổ tiên giải cứu ra, cho 10 triệu linh thạch xác thực thiếu, cho nên, ta muốn lại thêm 10 triệu, phải thêm, thương gia tổ tiên nói, thêm 20 triệu cũng không đủ, có người khả năng cho rằng lão nhân này não tử có phải hay không bị lừa đá, thế mà là chủ động xui khiến con cháu trả tiền, trên thực tế, hắn so người nào đều rõ ràng, giải quyết hắc ám đại ma vương lại giải quyết hư không chi nhãn quân thường tiếu tiềm lực lớn bao nhiêu ta thương gia tử tôn trở thành đệ tử đây tuyệt đối tương đương thiên đại cơ duyên vô luận xài bao nhiêu tiền đều đáng giá hài tử thương gia tổ tiên tận tình khuyên bảo nói ngươi phải nhớ cho kỹ tiền chính là vật ngoài thân không có có thể lại kiếm thay đổi vận mệnh cơ duyên thì là có thể ngộ nhưng không thể cầu nói thẳng một chút hắn ngửa đầu nói tại cơ duyên trước mặt tiền là cái rắm chính tại phá giải trận pháp hệ thống quân thường tiếu nếu như nghe đến, khẳng định sẽ thân thiết tiến lên nắm tay, nói, vẫn là thương tiền bối nhìn thấu hoàn toàn, vừa tốt, ta không thiếu cơ duyên, ta thì khuyết điểm tiền, không bằng chúng ta lẫn nhau bổ một chút, chấm chấm chấm, a a, a a a, tầng 6 trong ngục giam, tầng lân nhiễm vẫn như cũ bị nhị nha dày vò lấy, tiếng kêu thảm thiết đã vô cùng nam hóa, đã vô cùng thô ráp, nam nhân liền muốn có nam nhân dạng nữ nhân liền muốn có nữ nhân dạng, nam không nam nữ không nữ, để quân thường tiếu vô pháp tiếp nhận, cho nên phải cưỡng ép cải tạo, hoặc là chiếm một đầu, không chuẩn hai cái đều chiếm, đại tỷ, đại di, cô nải nải, tần lân nhiễm một bên bị tra tấn, một bên cầu xin tha thứ, theo âm điệu có thể nghe ra, mỗi lần điều giáo sau đều có biến hóa, đều có một loại trải qua thời gian tan thương nam nhân vị, còn sơn móng tay sao, không sơn, còn cần son và phấn sao, không cần còn kẻ mắt sao, không vẽ, nhị nha hài lòng gật đầu nói, hy vọng ngươi có thể nói được làm được, làm đến, tần lân nhiễm nhất tay, nói, ta nhất định có thể làm được, tại linh hồn quốc dưới, hắn từ bỏ thói quen, triệt triệt để để thay hình đổi dạng, nói chuyện với người khác đều sẽ chuyển ánh nhìn tới chân, ngữ điệu động tác cũng tùy tiện lên, đây hết thảy, quân thường tiếu cũng không biết, bởi vì bà ngồi tù năm ngày, vẫn toàn thân tâm phá giải trận pháp, xoát, lại qua một ngày, hắn đột nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía phòng ngự hệ mấy cực cao phòng ngự kết giới, ngạo nghễ nói, người nào cũng đừng hòng vây khốn ta, hưu, nhúng người nhảy lên, dung nhập hàng rào, chấm chấm chấm, tinh không cứ điểm, trong thành trì, một tên dáng người gầy nhỏ lão giả tóc trắng gác tay đi trên đường phố, đục ngầu con ngươi thỉnh thoảng lóe qua một tia thanh tịnh, sơ qua, hắn đi vào cửa thành, cùng thủ vệ tướng lãnh nói chuyện với nhau, sau đó được phép rời đi tinh không cứ điểm. Ở hiện trường binh lính cùng người qua đường cũng không có bắt được, lão giả tóc trắng quay người được hướng ngoài thành lúc, khóe miệng dơ lên mỉm cười tới, ông. Ông, nhưng, vừa đi chưa được mấy bước, nội thành nhất thời truyền đến gấp rút tiếng chuông, tự như một loại nào đó cảnh báo nhắc nhở, nhất đẳng đề phòng, thủ thành tướng lãnh vội vàng quát, nhanh đóng cửa thành, không chuẩn bất luận cái gì ra ngoài, lão đầu, hắn lớn tiếng nói, ngươi về tới trước, hưu, lời còn chưa nói hết, nguyên bản đi từ từ lão giả tóc trắng đột nhiên nâng người lên dường như hóa thành một vệt ánh sáng theo sắp hợp lại cùng nhau cổng thành phóng đi thủ thành tướng quân sắc mặt đại biến quát ngăn lại hắn oanh đột nhiên lực lượng cường đại tại trong thành trì vang lên cả kinh đám võ giả một mặt ngạc sau sau đó phóng thích linh niệm tới phát hiện cẩn trọng thành trì lại bị đụng nát ta đi người nào to gan như vậy a à? hưu 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 Hư người qua đường chấn kinh thời khắc, trong thành trì bốn cái phương vị, từng người từng người hạ vị phá không cảnh cường giả cực tốc bay tới, sau đó theo vỡ vụn cổng thành bay ra, bắt hắn lại, nhất định muốn bắt hắn lại, phòng giám sát bên trong, tử sứ thông qua màn sáng nhìn thấy vỡ vụn cổng thành, sắc mặt giữ tợn quát, sử sứ, mạo sứ bọn người đã sớm xúc động, bởi vì chính tầng địa ngục tù phạm không, vượt ngục, chấm chấm chấm, bóng đêm vô tận vũ trụ, thông cổ chiến thuyền lấy tốc độ kinh khủng tiến lên đứng ở đầu thuyền lão giả kéo ngụy trang, hiển lộ ra quân thường tiếu bản tôn sắc mặt, hắn nhìn về phía đã vô pháp dùng mắt thường bắt được cứ điểm, nói, chờ bản tọa hoàn thành nhiệm vụ đột phá vũ đế, sẽ đến cảm tạ các ngươi nhiều ngày khoản đãi tinh không cứ điểm nội dung cốt truyện, tạm thời có một kết thúc, cũng không phải là kết thúc, chỉ là bắt đầu, bởi vì 12 tuần tra sứ mới đánh bại một cái, cứ điểm chi chủ còn không có gặp phải, càng trọng yếu là. Các tiểu đội phần tử còn không có quy vị, không có từ trong từ bên ngoài nở hoa quân thường tiếu chặt nắm nắm tay một quan lãnh lệ nói đợi ta vương giả trở về lúc liền lấy ma huyết nhuộm thanh thiên hưu hưu hào khí ngàn vạn ngoan thoại vừa quăng xuống tin không cứ điểm phương vị mấy đạo chiến thuyền cực tốc mà đi cũng truyền đến sử sứ tiếng trống giận dữ tiểu tử ngươi coi như chạy đến chân trời góc biển chúng ta cũng sẽ đem ngươi trói lại họa tàu quân thường tiếu giật mình chột dạ nói chạy chạy hưu khu động trang bị bên trong, đẳng cấp cao nhất linh thạch lấp lóe tia sáng chói mắt, thông cổ chiến trường tựa như sinh ra nhảy vọt, đem đuổi theo sử sứ bọn người vung vô ảnh vô tung, cũng khiến cho bọn hắn đầy rẫy tuyệt vọng nói, thế mà là. Nhanh đến liền đuôi thuyền đèn đều không nhìn thấy, chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, chương 1270, cửu đế trở về. Thông cổ chiến thuyền tại tính năng phía trên biên cùng vung tinh không cứ điểm chiến thuyền, cho nên làm tốc độ triệt để nổi lên, nhanh đến liền đuôi thuyền đèn đều không nhìn thấy, nhanh đến liền đuôi khói đều ngửi không thấy, đáng giận gia hỏa, sử sứ cùng mão sứ bọn người giận không nhịn nổi, chính tầng địa ngục tù phạm toàn vượt ngục, cái này muốn bị chủ nhân biết được, khẳng định giận dữ, mình tới thời điểm miễn không bị mắng chửi cho mất mặt, phốt, thân thể tại trong phòng tuần tra, biết được tình báo mới nhất tử sứ phun ra một nguồn máu đến, đi qua ngắn ngủi sau khi áp chế, cả giận nói, thông báo hắn tuần tra sứ để bọn hắn cần phải lập tức lập tức trở về cứ điểm, điều tra, tra rõ, nhất định muốn đem vượt ngục tù phạm toàn bắt trở lại. Đại ca, ánh mắt giống như rắn âm lãnh tị sứ nói, chính tầng địa ngục trận pháp hệ thống cần phải bị động tay chân, mới khiến cho sử sứ bọn người không có chút nào phát giác, tử sứ lại phẫn nộ lại tự trách nói, nguyên lai cái kia gia hỏa thật có thể phá vỡ, là ta chủ quan. Tuy nhiên hắn không biết tù phạm nhóm đến cùng làm sao vượt ngục, nhưng cơ bản có thể khẳng định đây hết thảy tất nhiên cùng quân thường tiếu có quan hệ, bởi vì đối phương từng nói qua muốn phá mất, chính mình trả lại hắn meo ngốc nghiêm mặt đồng ý, cứ điểm phòng ngự hệ thống cực mạnh, người này thế mà là có thế nhẹ nhõm phá vỡ, đối với trận pháp lý giải tất nhiên siêu phàm thoát tục. Tị sứ cao mày nói, chúng ta bắt lúc phải cẩn thận nhiều hơn mới được, không tệ, tử sứ bày tỏ đồng ý, có thế phá trận, khẳng định liền có thể bố trận, loại thực lực này bản thân không tầm thường, lại tinh thông trận đạo cường giả, khắp nơi nhất làm cho người đau đầu, thực lo ngại, Quân Thường Tiếu cũng liền vừa mới mới học phá trận, bố trận còn không bằng chân lão, chấm chấm chấm. Hưu, vô tận trong vũ trụ, thông cổ chiến thuyền cực tốc tiến lên, đi hướng phương hướng chính là Tinh Vẫn Đại Lục, Quân Thường Tiếu ngồi tại bên trong buồng lái này, chính tại nghiêm túc suy nghĩ vấn đề, ngục càng, nhưng cứ điểm mới có thể khẳng định sẽ không buông tha, nếu như ngày nào đó tìm tới cửa không có gì lạ, ai Quân thường tiếu lắc đầu nói, tránh thoát mùng một, tránh không khỏi mười lăm, cho nên, hệ thống nói, vẫn là ký chủ không đủ cường đại, nếu như có không kém hơn thực lực bọn hắn, há sẽ lo lắng tìm tới cửa đây, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Quân thường tiếu nghe được, tên này lại xui khiến chính mình dùng tiền, nếu như hữu dụng không hết điểm cống hiến, người nào meo không tốn đến không lăng thiên địa hợp người đó là cháu trai, đương nhiên, hệ thống nói, ký chủ cũng đừng quá bi quan, dù sao cửu đại vũ đế đã giải cứu ra, chỉ cần lại thu hoạch được tinh vẫn đại lục các tông môn tán thành, liền có thế chứng đạo thành đế, ngươi cái này không nói nhảm à, quân thường tiếu trợn mắt trừng một cái, nói, không phải vậy, ta phí sức như vậy làm gì, nếu như không phải là bởi vì sử 14 nhiệm vụ, hắn đi tinh không cứ điểm, nhiều lắm là cũng là mua chút luyện chế bán thánh đang dược tài, sau đó hỏi thăm một chút chỉnh thể thực lực thì trở về, tuyệt sẽ không cố ý đi làm vào tù sự việc chủ yếu vẫn là trên đường gặp phải một tên tuần tra sứ, thấp nhất trung vị phá không cảnh, còn có 12 cái, lấy quân thường tiếu hiện tại liền hạ vị cũng chưa tới thực lực, khẳng định không dám đi chính diện cứng rắn, bởi vì vừa liền phải lãng phí ác chủ bài, thậm chí dùng đều tất thắng, đúng, nhắc đến cửu đại vũ đế, để quân thường tiếu khó hiểu nói, người đã bị cứu ra, sử 14 nhiệm vụ làm sao còn chưa hoàn thành, hệ thống nói, khả năng cần ký chủ đem bọn hắn đưa đến tin vẫn đại lục mới có thể phù hợp hoàn thành điều kiện đi, hy vọng như thế đi, quân thường tiếu tâm niệm nhất động, đem cửu đại vũ đế toàn gọi ra tới, mấy cái bị giam giữ mấy ngàn năm cường giả, sớm tại trấn ngục tháp thì tắm rửa qua đổi áo liền quần, lúc trước thê thảm bộ dáng yếu không ít, đồng thời khôi phục một chút vương giả phong phạm, nhìn thấy chính đặt mình vào tại trên chiến thuyền, chung quanh là vô cùng vô tận vũ trụ, chính tên vũ đế nhất thời ý thức được, mình bị cứu ra ngoài, sau đó ào ào chắp tay nói cảm tạ, đa tạ quân tông chủ cứu giúp, tất cả mọi người là tin vẫn người, trợ giúp lẫn nhau cũng là cần phải. Quân thường tiếu nói, lấy hắn thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể không đem cửu đế để vào mắt, nhưng dù sao cũng coi như tiền bối, tự nhiên muốn cho đầy đủ tôn trọng, huống hồ, sử 13 nhiệm vụ còn cùng bọn hắn có quan hệ đây. Quân thường tiếu cùng cửu đế trò chuyện một lát, liền đem tâm tư dùng đang chạy phía trên, bởi vì rời đi tông môn có mấy tháng, hắn hiện tại vô cùng tưởng niệm một đám đệ tử, tưởng niệm liễu biển thi đồ ăn, vượt qua mới bắt đầu, cẩu thẳng đối thiếp quốc phái đối toàn bộ thế giới tràn ngập lạ lẫm, thậm chí cảm giác tới không hợp nhau, nhưng theo một đường trưởng thành, một đường phát triển, hắn đã đem chính mình coi như tin vẫn đại lục người, đem vạn cổ tông làm thành vĩnh khó dứt bỏ nhà, nếu không phải nhận hạn chế bom, để quân thường tiếu không thể không nỗ lực phấn đấu, hắn nguyện ý tại vui cười giận mắng bên trong, tại giảng dị tự nhiên bên trong, cùng đệ tử vượt qua mỗi một ngày, mãi đến lão hủ, mãi đến đi qua, các bảo bối, bổn tọa nhớ các ngươi muốn chết, trong vũ trụ sao trời, truyền đến quân thường tiếu tiếng rống to, chúng đệ tử tướng mạo cũng nhất nhất theo trong thức hải xẹt qua, có Lý Thanh Dương, tiêu tội kỹ, có dạ tinh thần, hà vô địch, còn có lục thiên thiên, liễu biển thi, đương nhiên. Tại quân thường tiếu trong lòng để ý không vẻn vẹn chỉ có tông môn cao tầng cùng đệ tử, còn có tin vẫn đại lục kết bạn bằng hữu tỷ như ngã thượng nghệ, tạ nghiễm côn, hàng thành chủ, cùng diệu hoa cung hề tịnh tuyền, đừng quên vợ ngươi, lăng, chấm chấm chấm, tin vẫn đại lục, các châu các quận thành trì võ giả như thường ngày hoặc là tu luyện, hoặc là bận rộn sự việc, thời gian cùng thường ngày bàn bình tĩnh, vù vù, vù vù, bỗng nhiên, một cổ khí tức cường đại theo bầu trời áp xuống tới, thiên địa đều tại rung rẩy kịch liệt, chúng sinh ào ào mắt trợn tròn, các đại tông môn cường giả ào ào ra khỏi phòng, nghiêm nghị ngẩng đầu nhìn về phía rung rung không gian đây là thái huyền thánh tông vừa sau đó nhâm tông chủ không bao lâu vũ lâm vân theo trong đại điện đi ra nhìn lấy thiên địa chi thay đổi âm thanh run rẩy nói tới tới bọn họ trở về người nào trở về chúng đệ tử mặt mũi tràn đầy mờ mịt hưu ngay tại lúc này màu đỏ lưu quang tựa như tê liệt không gian bàn bay ra ngoài đợi ánh sáng dần dần tan hết một tên dáng người uy vũ trung niên nhân chắp tay treo giữa không trung quanh thân bột phát ra khí thôn sơn hà chi thế hô, hô 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 giữa thiên địa thuộc tính bị lây bệnh bắt đầu trở nên phấn khởi linh đế một tên thái huyền thánh tông trưởng lão hoảng sợ nói lời vừa nói ra cả tông môn trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch các đệ tử tất cả đều trừng to mắt thậm chí hô hấp đều nhanh dừng lại cái này vẽn vẹn nhìn một chút thì có mãnh liệt cúng bái xúc động trung niên nhân lại là truyền thuyết bên trong cửu đại vũ đế một trong linh đế là linh đế toàn bộ đại lục triệt để sôi trào đinh gia gia Ngươi biết người này vạn cổ tông cửa phòng ăn liễu uyển thi quơ cái muỗng hỏi đinh hưng vượng ngưng trọng nói hắn là cửu đại vũ đế một trong linh đế a à, liễu uyển thi một giây sau thần sắc ngốc trệ sau đó nghẹn ngào gào lên nói cửu đại vũ đế ta thiên linh đế hắn là linh đế Mọi người mau ra đây nhìn a, à. tông môn đệ tử sau khi nghe được, ào ào ngẩng đầu nhìn về phía tên kia khí thế như hồng cường giả, ánh mắt nổi lên ánh mắt sùng bái tới, từng, mới vừa đi tới lịch luyện tháp giả tinh thần dừng bước lại, phát hiện phía trên chính bày tạo hình gia hỏa, khinh thường nói, ta còn tưởng rằng hắn chết đây, hiu, hiu. Ngay tại lúc này, lịch đế cùng thông đế chờ 8 vị vũ đế lần lượt xuất hiện tại chúng sinh trong tầm mắt, bọn họ hiện lên bất quy tắc treo giữa không trung uy nghiêm cao quý khí tức điên cuồng tràn ngập hoàn toàn nhìn không ra đã từng từng ngồi tù từng bị ngược đãi qua tại bên mông đế uy phía dưới từng người từng người người bình thường không tự giác quỳ xuống mỗi cái vị diện đều có mạnh nhất đại biểu tin vẫn đại lục đại biểu thì là thập đại vũ đế tuy nhiên trung gian treo một cái tuy nhiên chỉ còn lại có chín cái nhưng vẫn như cũ là thế nhân tín ngưỡng trong lòng thần chỉ ngày hôm nay bọn họ trở về chờ một chút thì tại chúng sinh vô cùng kích động thời khắc một cái không hài hòa lưu quang bay tới cũng dừng ở cửu đế phía trên, đợi ánh sáng dần dần tiêu tán, kéo ra một trương rất tiện mặt đẹp trai, bày ra một cái rất tiện tư thế, truyền đến rất tiện thanh âm, bổn tọa đem cửu đại vũ đế an toàn mang trở về, xin hỏi, hoa tươi ở đâu? Tiếng vỗ tay ở đâu?